lại lên giùm em nha mấy chế ơi. Đồ bộ kimono nha mọi người, đây rất là xinh luôn. Cái này là quần dài nha, chị có quần đùi luôn nha. Mẫu em mặc là có quần đùi luôn nha mấy chị ơi, cái này là quần dài nha. Em nha mấy chị ơi, rủ Quỳnh ơi, có gì lên đây coi giùm chị đi nha. Chị coi mấy cái cũ thôi mà. Đây kimono nha mọi người, gọi mặt được kimono, cá tơi mịn luôn nha. Chắc cá tơi rất là mềm luôn. Mặc rất là thoải mái nha mấy chị ơi. 160.000 một bộ nha mấy chị. Đây rất là đẹp luôn, cá tơi mịn cực kỳ luôn nha. Chắc cá tơi này mịn lắm nha mấy chị ơi, nó mềm cực kỳ luôn, nó rủ nha. Chứ mình cá tơi rủ nha mấy chị. Đó là đẹp luôn. Có đùi luôn nha mấy chị ơi, cái mẫu em mặc là có đùi luôn nha. Ba có mẫu này được không bà Phượng? Mẫu này bà mặc vừa nè, mẫu này bà mặc vừa nha. Cái mẫu tôi mặc thì sợ hơi chật á, hơi chật cái quần. Còn cái mẫu là bà mặc vừa luôn nè. Mẫu quần dài đẹp lắm luôn á. Mẫu này 160.000 luôn mấy chị. Cái mẫu này mặc vừa nha. Cái này quần dài có quần lửng luôn. Cái này có quần lửng luôn nha mấy chị. Cái này bà mặc vừa á Phượng ơi. Còn cái bộ tôi đang mặc nó sợ hơi chặt cái quần á. Cái áo thì được nhưng mà sợ cái quần á. Rồi chị nào lấy quần em mặc nha. 160.000 ca tơi rất là đẹp luôn mấy chế ơi. Ca tơi là ca tơi mịn luôn nha. Cái mềm cực kỳ. Rồi chị nào lấy bộ em mặc nha, nó có màu luôn nha mấy chị ơi. Cái là 160.000 nha. Đó, cái là kimono có quần đùi luôn. Có quần đùi luôn nha mọi người. Thank you.
ngàn nha. Đây quần đùi nè, 140 nghìn. Cái tôi là cái tôi sẽ nhau chị ơi, nó cũng cực kỳ luôn. Còn đó nha, rất là đẹp luôn. Cái này có dây cột nha mọi người, dây cột ở trong hay ngoài luôn, quá trời xinh luôn. Cái tôi này đẹp lắm mấy chế ơi. Cái này là 55kg là mặt vừa nha mấy chị, 55kg là mặt vừa mỏng này nha mọi người. Cái này là cái tôi mềm nha, cái tôi sẽ quần đùi là 140 nghìn, quần dài là 160 nghìn nha. Đây cái này là quần lửng con heo nha mấy chị ơi. Đây quần lửng con gấu chứ, quần lửng con gấu nha, áo Abidon. Cái này 55kg vừa nha mấy chị ơi, 55kg là vừa luôn nha. Abidon nè, 150 ngàn quần lửng nha mấy chị. Đây cực kỳ xinh luôn, quần lửng nha, 150 ngàn. Cá tê là cá tê xịn nha chị, nó rất là mềm luôn nha. Đó là đẹp luôn nè. Con gấu áo Abidon nha mấy chị, 55kg là vừa nha. Đó rất là xinh luôn, 150 ngàn một bộ nha. Cái này là quần lửng, quần lửng nha mấy chị. Nè rất là đẹp, có rất là nhiều màu nha. Coi bộ biết kimono em mặc nha, chị nào lấy thì comment giùm em. 55kg vừa nha, trời bộ này rất là xinh luôn á chị, cá tê xịn luôn, vẫn nhìn thân trên mọi nó này còn đây, nó có cái dây cột gì nè mấy chị, dây cột phía trong nha. Đó cho nên mình đắp qua như vậy rất là đẹp luôn. Chị nào lấy thì comment giùm em nha. 160 ngàn quần dài, quần dài 160 ngàn. Nha chị Cao Nga ơi, 150 ngàn nha chị. Cái bộ đó là 150 ngàn, 55kg là vừa. Babydon, áo Babydon 150 ngàn. Cái tơi xịn nha chị, cái tơi đó mặc rất là mát luôn mấy chế ơi. Cái tơi đó mặc nó bủ lắm nha, chứ mình giải nó bủ chứ không phải là cứng đâu, không phải cái tơi cứng nha. Hàng xịn nha mấy chị ơi, 150 ngàn nha chị Cao Nga. Cái vải rất là đẹp luôn, mấy chị mua về mặc là hết liền luôn á. Cái tơi xịn nha. Còn cái mono này chị nào lấy thì comment giùm em nha. Cái mono rất đẹp luôn mấy chế ơi, cái mẫu này xinh lắm luôn. 160 ngàn, giải rất là đẹp luôn nha. Chia sẻ lên giùm em nha mấy chị yêu ơi. Lấy màu gì nha.
chia sẻ lên giùm em nha, mấy chị qua chia sẻ lên giùm em nha. Rồi ok, tụi mình lấy hai bộ luôn nha. Chia sẻ bài lên giùm em nha mấy chị ơi. Chia sẻ bài lên giùm em nha. Rồi pyjama. Pyjama này 40.000 nha mấy chị ơi, vải rất là đẹp luôn. Cái bộ đó là 150.000 đó chị. 150.000 đó chị Câu Nga ơi. Ok, Vũ Quỳnh là lấy màu chị đang mặc chiếc cái bộ kia rồi nha, thấy rồi nha. Cái bộ lửng là 150.000 đó nha chị Câu Nga ơi. Có áo 2 tầng nha. Có áo 2 tầng nha chị Linh Nguyễn ơi. Chia sẻ bài lên giùm em nha mấy chị yêu ơi. Có dung luôn nha chị Nhung Quỳnh ơi. Pyjama ngắn là 140.000 nha chị ơi. Pyjama ngắn 140.000 nha. Phi pyjama phi là 140.000. Bộ lửng phía sau là 150.000 nha chị yêu ơi. Có phên 2 tầng luôn nha. Rồi bộ này chị nào lấy comment giùm em luôn nè. Pyjama phên nha mấy chị ơi, 40.000. Pyjama phên này 40.000 nha mấy chị, 55kg là vừa nha. Đây rất là đẹp luôn. Cái mẫu này là em chỉ còn 2 bộ thôi. Rất là xinh luôn, có tay nè, chị nào thích có tay nha. Đó, rất là đẹp luôn mấy chị ơi. 40.000 nha mấy chị, pyjama này 40.000. Rất là xinh luôn nè. Cái này là chắc von nha mấy chị ơi, chắc von nha. Dài dặn lắm luôn, không mỏng nha mấy chị. 40.000 một bộ thôi. Em chỉ còn 2 bộ thôi, chị nào lấy thì comment giùm em luôn. Đây 2 bộ thôi mấy chị. Đó, pyjama von nha mấy chị ơi. 40.000 thôi, chị nào lấy thì comment giùm em luôn. Đó, cực kỳ xinh luôn nha. Chỉ còn 2 màu thôi, một màu sọc em đang mặc nè, với màu bi nha. Là 40.000 nha mấy chị ơi. Đây có bộ đang mặc nè, Vũ Quỳnh rất là xinh nha. Vừa nha, 52kg là vừa luôn. Đây mấy chị ơi, bộ này rất là đẹp luôn nè, màu kem. Cái em đang mặc là màu kem vừa luôn nha chị Linh Nguyễn ơi, 50kg là vừa luôn. 50kg là vừa luôn mấy chị là dưới 55kg là mặc đẹp rồi nha. Đây rất là xinh luôn. Màu hồng luôn nha mấy chị ơi, có màu hồng luôn, quá trời đẹp luôn nè. Von này dài dặn nha mấy chị ơi, không có mỏng nha. 40.000 một bộ thôi, mặc rất là mát luôn, pyjama. Màu hồng là chị nào lấy comment hồng giùm em luôn. Hồng với kem em đang mặc nha, sọc kem em đang mặc. Rồi màu xanh số 4, đây cái hoa nè. Hoa số 4 nha mấy chị ơi, hoa số 4 nằm rất là đẹp luôn. Chị nào lấy comment số 4 giùm em luôn nha. Số 4 nè mọi người, số 4 rất là đẹp luôn, có rất là nhiều màu nha. Rồi số 2 là hoa này nha mấy chị ơi, số 2 là hoa này nha, xinh đen. Số 2. Số 5 nè mấy chị, số 5 là bi nha. Số 5 là bi luôn. Chị nào lấy comment giùm em nha, màu đó nha. Ok chị Thị Dung nè, cho em xin số hội địa chỉ luôn nha chị Thị Dung ơi. 3 sản phẩm trở lên em mới ship nha mấy chị ơi. 3 sản phẩm trở lên em mới ship nha. Mấy chị lựa đủ 3 sản phẩm giùm em luôn. Rồi số 4 nè, màu số 4 với màu hồng.
hồng nha mấy chị ơi, màu hồng với số 4 này chị nào lấy nha. Hồng nha mấy chị yêu ơi. Đây màu hồng nè mấy chị yêu ơi. Màu hồng. Chị ơi, chị Linh Nguyễn, chị Thì Dung cho em lại cái số hội đi em gà lại cái danh sách nha nè, khi trùng tên á. Nhằm khi trùng tên đó chị, không có biết được á, chị cho em cái lại cái số hội luôn nha hai chị ơi, Linh Nguyễn với chị Thì Dung ơi. Cho em lại cái số hội cái nha mấy chị yêu ơi, tại nhằm khi trùng tên rồi cái không có kiếm được á. Có số hội thì nó đỡ. Rồi chị nào lấy nha, bộ màu hồng em đang mặc luôn. Màu hồng này nha mấy chị yêu ơi, rất là xinh nha, 40 ngàn một bộ luôn. Rồi ok nha, quần quần nha, có gì nữa thêm đi, ba sản phẩm em mới ship nha mấy chị yêu ơi. Rồi ok, chị Thùy Dung nè, hãy số hội rồi luôn. Chị Linh Nguyễn có gì cho em số hội lại nha, để em gạ lại cái danh sách. Rồi màu hồng nha mấy chị yêu ơi, màu hồng. Chị nào lấy comment giùm em luôn nha, 40 ngàn một bộ pyjama vôn nha mấy chị ơi, rất là xinh luôn. Cái này còn mấy bộ thôi mấy chị, hàng này rất là hiếm luôn á nha. Mẫu này rất là đẹp. Rồi bộ hồng chị nào lấy nha, hồng em đang mặc nha mấy chị, 40 ngàn một bộ, 55kg là vừa nha mấy chị yêu ơi. Đây số 2. Số 2 nè mấy chị yêu ơi, số 2 nha. Đây chị ơi có màu luôn nè. Ok chị xíu để em qua liền nha, em lên mẫu này hết màu cái đó. Đây số 2 này nha chị ơi, cái màu này chị Thì Dung lựa màu giùm em nha, pyjama có màu. Đây màu số 2. Đó rất là xinh luôn, màu số 2 này rất là đẹp luôn nè mấy chị ơi, xanh đen, hoa xanh đen nha. Số 2 với số 4 nè. Đây số 4 nè mấy chị, số 4 nha. Đây số 4 rất là xinh luôn, màu số 4 nè. Màu số 4 là màu này rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Nè cực kỳ đẹp luôn, cái này khác. Số 4. Số 4 chị nào lấy nha, số 4 mấy chị ơi, màu số 4 thì rất là đẹp luôn nha. Mấy cái này là mặc im lắm von đó mấy chị, pyjama von nha. Số 4 chị nào lấy comment giùm em đây. Đứng lên này nha, màu hồng. Màu hồng này nha, cực kỳ xinh luôn. Cổ là cổ tròn như vậy luôn nè mấy chị, mặc rất là im nha. Cái này là chắc von mấy chị mặc mát lắm luôn. 40 ngàn một bộ nha mọi người. Màu hồng. Màu hồng nè, màu số 4. Màu số 4 là màu xanh này nha mấy chị ơi. Xanh này rất là đẹp luôn nha. Số 4 chị nào lấy comment số 4 giùm em luôn. 40 ngàn một bộ nha. Pyjama nha mấy chị ơi, pyjama von nha. 40 ngàn. Rất là rẻ luôn mấy chị ơi. Cái này dễ mặc lắm luôn á. Số 4 chị nào lấy comment số 4 giùm em nha. Số 4 là màu xanh. Số 2 là xanh đen hoa nha mấy chị ơi, số 2 nè. Chia sẻ bài lên giùm em luôn nha mọi người ơi. Rồi ok, bộ quần nha. Đây bộ đang mặc nè. Rồi em còn một bộ đang mặc nữa, chị nào lấy thì comment giùm em luôn, đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi số 2 nè. Số 2 nha mấy chị ơi, số 2 là hoa này nha. Đó rất là đẹp luôn nè, chị Thì Dung lấy màu này đi, rất là xinh đó. Cái màu này đẹp đẹp không à. Chỉ có một cây pyjama này thôi mấy chị, không có cây thứ hai luôn. Chỉ có một cây này thôi mà còn mấy bộ thôi. Cho chị nào thích thì cứ lấy thêm nha. Màu này, mấy màu này rất là đẹp luôn, mặc lên rất là hiếm luôn á. Mẫu này rất là hiếm, chắc vải là đẹp lắm, mấy chị cứ mua về mặc đi. Bao đẹp cho mấy chị luôn, vải không đẹp không lấy tiền luôn. Để mặc đó hả? Mất tiểu quá. Có 2 tặng bọn, không lấy công nhân trên tiêu thần. Có 2 tặng ngóc rồi đó. Có 2 tặng mình sẽ lên con. Có mấy bộ rồi, cái này mấy bộ rồi. Có 2 tầng nè mấy chị, có 2 tầng sọc nha. Có 2 tầng sọc luôn, chị nào lấy thì comment giùm em nha. 2 tầng sọc nha mọi người ơi, 2 tầng sọc nha. Chị nào lấy thì comment giùm em luôn. 2 tầng sọc này nha mấy chị yêu ơi, 35 ngàn một bộ luôn. Chị nào lấy comment giùm em nha, 55kg vừa luôn nha mấy chị ơi. Đây cực kỳ xinh luôn. Chia sẻ bài lên giùm em nha mọi người. Đây rất là đẹp luôn nè, sọc. Sọc xanh, sọc xanh. Chị nào lấy comment giùm em nha. Rồi có nha, vũ quỳnh ơi, vũ quỳnh thì lấy chứ còn hả? Chia sẻ bài lên giùm em nha mọi người. Thank you.
mấy chị yêu ơi. Ok, gũ Quỳnh nha. Chào chị Kim Hồng Trần, lửa thêm mấy chị Kim Hồng Trần. Cái gì hôm nay chốt đơn luôn. Ra đi con. Rồi bữa này chị nào lấy nha. Von này nó bóng bóng nha mấy chị yêu ơi. Chắc von bóng bóng nha. Như là phi gì đó. Rất là đẹp luôn. Chị nào lấy comment giùm em luôn. 35 ngàn một bộ nha mấy chị yêu ơi. Nó rất là đẹp luôn. Mua thì bán luôn. Quá quậy rồi. Bán nuôi được không á? Có váy nha, có váy, có chân váy luôn. Rồi chị nào lấy bộ em mặc nha. Bộ mặc rất là xinh luôn mấy chị. Nó có gài nút phía sau nha mọi người. Đây, có gài nút phía sau này luôn nha mấy chị. Cái này là gài nút nha, tại em gài không được nha. Có gài nút luôn, rất là xinh luôn. 35 ngàn một bộ nha, màu xanh. Đây màu hồng luôn mấy chị yêu ơi. Đó, rất là đẹp luôn nha. À, xinh cực kỳ luôn. Chị nào lấy comment giùm em nha. Cái vải này là hai lớp nha mấy chị ơi. Von hai lớp nha. Đây von hai lớp nè, hai tầng nha. Chị nào lấy thì comment giùm em luôn. Cái mẫu này xinh lắm. Chắc vải rất là đẹp luôn á. Đây váy này nó có màu đỏ nha. Váy trơn có màu đỏ đô 40 ngàn. Đỏ đô chân váy thì 40 ngàn nha. Chân váy 40 ngàn. Cái von hai tầng này chị Linh Nguyễn lấy không? Cái mẫu này đẹp lắm nè. Mẫu này mặc rất là im luôn nha. Rồi chân váy trơn này còn hai màu nha. Ok chị Linh Nguyễn còn hồng nha. Rất là đẹp luôn á. Cái con này đẹp lắm mấy chị yêu ơi. Váy là khác, còn đầm là khác nha. Đầm là miếng nguyên một váy nha. Ok chị em lấy rồi nha chị Linh Nguyễn ơi. Không có chiếc váy thôi nha, đầm thì có đầm thun mà chút xíu không có lên đầm nha Vũ Quỳnh ơi. Hỏi sao hỏi váy, váy là chân váy, còn đầm là đầm nguyên một cái. Rồi chị nào lấy comment giùm em luôn bộ xanh này luôn nha. Bộ xanh em đang mặc nè mấy chị ơi, rất là xinh luôn. Chị nào lấy đó thì comment giùm em nha. 35 ngàn. Đây nó có màu này luôn nha mấy chị, màu vàng luôn. Đây màu vàng luôn, rất là xinh nha. Màu vàng luôn, chị nào lấy comment giùm em nha. Đây màu vàng luôn nha mấy chị yêu ơi. 4 bộ chút xíu nữa nha, Vũ Quỳnh ơi đang like đồ bộ xíu nha. Rồi chị nào lấy nha, màu vàng. Màu vàng nha mấy chị yêu ơi, màu vàng nha, cực kỳ xinh luôn đồ bộ. Vâng, chị nào lấy nha. Màu này rất là đẹp luôn, 35 ngàn một bộ nha mấy chị ơi, màu vàng. Chị nào lấy comment giùm em vàng luôn, 35 ngàn. Rất là xinh nha. Cơm vô coi. Biết chưa? Vàng chị nào lấy vàng nha. Rồi cái mẫu này màu nâu luôn. Màu nâu luôn nha mấy chị ơi, có màu nâu luôn nè. 53 54 kg vừa nha, 55 kg thì cao trên 1m6 nha. Rồi chị nào lấy comment giùm em luôn mẫu này nha, rất là xinh luôn màu nâu nè. Màu nâu luôn nha, màu nâu, màu vàng với màu xanh em đang mặc luôn nha. Trước lấy bộ này đi, trước mặc vừa nè. 55 kg, 56 kg mặc vừa luôn. Tại vì cái này nó áo này nó có cái thun phía trên nó giãn lắm luôn nè. Đó 55 56 kg vừa luôn nha chứ. Cái màu này đẹp lắm luôn nè, lấy comment chị luôn nha. Cái này là mặc vừa đó. Cái bộ sọc này là mặc vừa đó, 55 56 kg mặc vừa nha mấy chị. Đây cực kỳ xinh luôn, cái áo nó như vậy nè. Đó đẹp lắm luôn, còn có một bộ thôi. Chị nào lấy thì comment giùm em nha. Sọc nè, tí nữa lấy sọc đi, sọc này mặc vừa nè, sọc này rất là đẹp luôn á, von rất là đẹp luôn, dày dặn nha mấy chị, không có mỏng nha. Đó xinh cực kỳ luôn, dây thun phía trên nè. Đây dây thun nè. Đó 55 56 kg vừa nha. Chị nào lấy thì comment giùm em mẫu này luôn, sọc nha. Rồi bộ em đang mặc nha mấy chị ơi, bộ đang mặc nó có màu nâu nè nha, màu nâu với màu vàng. Chị nào lấy thì comment giùm em luôn, 35 ngàn một bộ thôi nha. Chia sẻ bài lên giùm em nha mọi người. Đây mang cá nha chị ơi, voi mang cá nha.
Von mang cá nè, cực kỳ xinh luôn. Chị nào lấy cà phê giùm em luôn, màu xanh nha. Màu xanh nha mấy chị ơi. Hôm nay mấy chị đặt hàng em chốt lên, chị nào em chốt hàng cho mấy chị hết nha. Mang cá màu xanh nè, chị nào lấy nha. Mang cá màu xanh rất là đẹp luôn mấy chị ơi, có màu bi luôn nè. Bi mang cá luôn nha mấy chị ơi, bi mang cá luôn nè, rất là xinh luôn nha. Mang cá, mẫu mang cá rất là đẹp luôn. 35.000 một bộ nha. Bi nào cái xanh chị nào lấy comment giùm em luôn. Mẫu này đẹp lắm luôn nha. 52-53kg là vừa nha mấy chị ơi. Cái này 53-54kg là vừa nha. 53-54kg là vừa. Rồi có hoa hồng màu đen luôn nè, hoa hồng đen xám nha mọi người. Đây rất là xinh luôn. Chế nào lấy comment giùm em luôn nha. Hoa hồng đen xám luôn, bi chị Linh Nguyễn nè. Bi chị Linh Nguyễn luôn. Rồi nha, màu xanh với màu hoa hồng. Hoa hồng đen xám nha, chị nào lấy comment giùm em luôn. Bộ mang cá von dày dặn lắm các chị ơi, mặc rất là êm luôn nha, nó không có mỏng nha. Đây hoa hồng nè, hoa hồng đen xám rất là xinh luôn, mặc lên rất là trắng luôn. Rồi chị nào lấy comment giùm em luôn nè, rất là xinh nha mấy chế yêu ơi. Mang cá này nó hàng rất là hiếm luôn nha, mẫu mã rất là đẹp luôn, vải là dày dặn luôn. Rồi màu xanh. Màu xanh nè mấy chị ơi, màu xanh luôn nha, nó có màu xanh luôn, xanh dương. Xanh dương nha mấy chị ơi, xanh dương hoa nha mọi người, rất là đẹp luôn. 35.000 một bộ nha mấy chị ơi, mẫu này nha, xanh dương nè, rất là đẹp luôn. Mang cá 35.000 một bộ nha mấy chị ơi. 35.000 một bộ, chị nào lấy comment giùm em luôn, xanh dương. Xanh dương, xanh dương mang cá nha, màu xanh này luôn, xanh ngọc nha mấy chị ơi. Xanh ngọc nè, rất là đẹp luôn nha, cái màu xanh rất là xinh luôn. Xanh ngọc nha mọi người, xanh ngọc nha với xanh dương. Rồi màu đen xám luôn, đen xám hoa hồng nha mấy chị ơi. 35.000 một bộ, cái là mang cá, mặc rất là đẹp luôn. Ba sản phẩm trở lên em mới ship nha mấy chị ơi. Rồi mẫu này chị nào lấy nha, mang cá nè. Đó, còn ba bộ luôn. Màu xám đen, màu xanh ngọc với màu xanh dương nha. 35.000 một bộ nha mấy chị ơi. Mua thêm gì đi bà Dung, bạn tôi gỡ luôn. Ok, xanh ngọc nha, mấy mẫu này đẹp lắm á, mặt chị tương lắm. Rồi tôm nha mấy chị ơi. Chưa có gửi là Dung ơi, chưa có gửi, bữa nay gửi nè, đặt đi, bữa nay đặt thêm gì để gửi luôn. Gửi y cũ phải không, gửi xe nha. Von, cái đó là von. Cái đó là von nha, mặt von đi nó mát. Rồi chị nào lấy tôm nha mấy chị ơi, cái này tôm nha, 50kg đổ lại nè. 50kg đổ lại luôn, Barbie doll nha, Barbie doll 50kg đổ lại nha, chị nào lấy thì comment giùm em luôn nha. Đó, rất là xinh luôn, tôm nha mấy chị ơi. Chắc tên von đó nó dày lắm, không có mỏng, mặt rất là im luôn mà mẫu rất là đẹp nữa. Rồi tên nha, chị nào lấy comment rồi. Ok, gửi xe. Rồi chị nào lấy tên nha mấy chị ơi, còn một bộ duy nhất màu xanh luôn, tên nha. 50kg đó lại vừa luôn nè, rất là xinh luôn, tên nha mấy chị ơi. 35.000 thôi, màu xanh nè, chị nào lấy comment xanh giùm em luôn. Rồi ok, chị Kim Hồng tròn tên nha. Rồi bộ em mặc có chị nào lấy không nha, bộ đang mặc trời rất là xinh luôn các chị, nó hai lớp luôn nè, dày bịch luôn á, không có mỏng luôn nha, mặc rất là đẹp luôn. 35.000 thôi nha mấy chị ơi, giá chỉ có 35.000 một bộ thôi. Rồi bộ này nha, von nha mấy chị ơi, von viền ghen này nha. Đây von này nó có viền ghen này nha mọi người, viền ghen phía sau luôn, sọc nha, chị nào lấy comment giùm em luôn, sọc hồng. Rất là xinh luôn, cái quần nó có lót phía trong nha mọi người, quần có lót phía trong luôn. 35.000 một bộ thôi nha mấy chị ơi, chị nào lấy comment giùm em luôn. Đây màu xanh đen nè, chị nào lấy nha, von hai tầng nha mọi người, mặc rất là êm luôn.
Ai chị nào lấy comment giùm em nha. Màu đen 2 tầng nha chị ơi. Màu đen, xanh đen, màu đen luôn, xanh đen đen nha chị ơi. Rồi xám luôn nè. À. Xám với vàng luôn nha. Xám vàng luôn, bên 2 tầng nha mọi người. 55 kg là vừa nha, 35.000 một bộ thôi. Đây màu xám. Màu xám nha mấy chị ơi, màu xám nha, cực kỳ xinh luôn. Con đâu video đó hả chị? Con đâu video đó hết rồi chị, tên Babylon hết rồi. Rồi bên 2 tầng nha, chị nào lấy nha, màu xám nè. Màu xám nha mấy chị ơi, 2 tầng 2 lớp luôn nha. Màu xám, màu vàng, màu xanh đen, màu đen, chị nào lấy thì comment giùm em luôn. Màu vàng nè. Đó, màu vàng rất là đẹp luôn nha. Có von nha, pyjama có von nè, bi cỏn thôi. Pyjama thì có von nha, không có phi nha. Phi loại rẻ không có nha. Có tông thôi, có von thôi, pyjama von thôi. Rồi chị nào lấy nha, von 2 tầng nha mấy chị ơi. Von 2 tầng nè, 35.000 một bộ nha, xanh đen, đen với vàng nha. 35.000, chị nào lấy thì comment giùm em luôn. Chia sẻ bài lên giùm em nha mấy chị ơi. Chia sẻ lên giùm em nha. Bộ em mặc rất là xinh luôn á mấy chị. Bộ này mặc rất là đẹp luôn nha. Chị không lấy đồ lắm luôn á. Vải rất là dày dặn luôn. Rồi chấm bi nha. Chấm bi, chị nào lấy chấm bi comment giùm em luôn. Chấm bi. Chấm bi màu xanh đây, nó có viền gen luôn mấy chị. Có viền gen phía sau nha. Bi xanh. Quần nó có lót luôn nha mọi người ơi. Quần có lót phía trong nha. Bi xanh nha. Cái này là 52 kg là vừa nha mấy chị. Cái bộ xanh này 52 kg vừa nha. Cái bộ em mặc hả chị Phúc Khang ơi, bộ em mặc là 53 kg đổ lại vừa nha. Còn bộ của anh này 52-53 kg vừa luôn. 52-53 kg vừa luôn nha. À von 2 tầng 55 kg nha chị Phúc Khang ơi. Von 2 tầng là 55 kg vừa nha chị. Rồi chị nào lấy xanh này nha, xanh bi nha. 35.000. Von 2 tầng 55 kg vừa nha mấy chị. Em còn màu xanh đen, màu đen với màu vàng nha chị. Von 2 tầng 55 kg. Bộ đằng sau là bộ nào nha chị Huyền Trang ơi? Bộ đằng sau rất là nhiều bộ luôn. Chị nói cái bộ nào nào giùm em luôn. Rồi có phi pyjama luôn mấy chị ơi. Có phi pyjama luôn nha. 40.000. Đây phi pyjama nha mọi người. 40.000 rất là xinh luôn. Cái này 55 kg vừa nha mấy chị. 55 kg vừa nha. Đây để mặc thử bộ cho mấy chị xem. Rất là xinh luôn. 55 kg vừa nha. Cái này phi 55 kg mà cao 1m6 nha mấy chị ơi. 55 kg là phải cao 1m6 mới vừa nha. Phi nha, phi hình gấu là 40.000. Rất là xinh luôn. Pyjama 40.000 một bộ nha. Chị Phúc Khang lấy con 2 tầng không? Chị Phúc Khang con 2 tầng nó 55 kg vừa nha. Chia sẻ bài lên giùm em nha mọi người. Chia sẻ bài lên giùm em nha. Rồi pyjama nha mấy chị ơi. Pyjama nè, chỉnh ra con. Đây pyjama quần đùi nha, chị nào lấy comment giùm em luôn. 55 kg cao 1m6 mới vừa nha mấy chị ơi. Đó chị nào lấy thì comment giùm em nè. Cho váy jean màu hơi sáng hả? Rồi chị nào lấy nha, bỏ mặt nha mấy chị ơi. Pyjama. Pyjama hình con chuột nè, màu vàng nha, đôi màu. 40.000 một bộ nha mấy chị ơi, 40.000 nha. Đây em có màu vàng, màu xanh lá luôn, quá trời đẹp luôn nè, xanh cây nè. Ừ có von, von cũng dễ mặc nữa, von nó cũng dễ mặc nữa. Thun thì ít, thun họ có thun cây màu mẫu này rất là xinh nè. Họ lên cây thun cho. Rồi xanh cây, lá cây nha mấy chị ơi, xanh lá nha. Xanh lá đậm luôn nha mấy chị ơi, xanh lá đậm nha. Cực kỳ xinh luôn cái mẫu này nha mấy chị ơi. Phi hình gấu nha, rất là đẹp luôn. Màu trắng luôn nè, 40.000. 40.000 một bộ nha, màu trắng luôn, màu đỏ đô. Đây đỏ đô nè, rất là xinh nha.
màu xanh dương, màu xanh dương, màu xanh dương luôn, màu hồng luôn nha mọi người ơi, màu hồng luôn nha. Chị nào không vừa chị ơi, chị Phúc em không vừa rồi. Chị nào lấy phi em mặc nha, phi hình gấu nè, mấy chị phi hình chuột nha, 40.000 một bộ luôn đó, mặc rất là xinh nha. Cái này 55kg không, mấy 6 chữ lên là vừa mấy chị, rất là đẹp luôn nha. Bộ pyjama nè, pyjama chị nào lấy nha. Đó trời, mặc rất là xinh luôn, phi nha mấy chị, phi này là mềm cực kỳ luôn, dễ mặc lắm nha. Màu vàng, màu hồng nè, màu vàng, màu hồng, màu xanh dương, rất là đẹp luôn á. Xanh đen nha, xanh đen, cái này là xanh đen nha mấy chị, rất là xinh luôn nè, màu đỏ luôn. Đây đỏ đô nha, mẫu này rất là đẹp quá. Màu trắng luôn nè, màu trắng luôn nha mọi người. Màu xanh lá đậm luôn nè, xanh lá nha, rất là đẹp luôn á. 40.000 một bộ nha mấy chị yêu ơi, chỉ có 40.000 thôi, rất là rẻ luôn. Đây cái mẫu này, màu xanh rất là đẹp luôn nè. Đó, màu xanh thì quá đẹp luôn mấy chị ơi, chế nào lấy nha. Xanh lá đậm nè mấy chị, cái mẫu này rất là đẹp luôn. Phi nó mềm cực kỳ luôn nè, mấy chị thấy không, nó rũ xuống nè, nó không có cứng nha. Phi này không có cứng nha mấy chị ơi, 40.000. Rồi chị nào lấy xanh lá comment giùm em luôn. Đây xanh lá đậm nè, trời rất là đẹp luôn á, cái mẫu này nha mấy chị ơi. Nè màu rất là đẹp luôn. Chị nào lấy comment giùm em nha, 40.000 một bộ thôi, rất là rẻ luôn. Phi này mặc rất là mát nha, phi nó mềm lắm. Phi này nó mềm dễ mặc lắm mấy chị ơi, 40.000 nha. Lấy màu gì nha Cụ Quỳnh ơi, lấy màu gì nha. Màu xanh lá nè, xanh lá, màu trắng nè, màu đỏ nè, đỏ đô, màu xanh đen, màu hồng luôn, với màu vàng đang mặc. Lấy màu gì nha Cụ Quỳnh, màu xanh này đẹp quá chừng luôn á. Ok nha, lấy màu đang mặc màu vàng. Rồi chị nào lấy đó nha, màu này rất đẹp mấy chị ơi, màu xanh lá đậm, màu trắng, màu đỏ đô, màu xanh đen, màu hồng, rất là xinh luôn. Chị nào lấy comment giùm em, 40.000 một bộ thôi mấy chị. Hình mấy cái hình này rất là xinh nha. Phi này mềm lắm, chị cứ yên tâm bông mặt nha, nó không có cứng, mặt nó thoải mái luôn, nó nhẹ lắm luôn. Ok Cụ Quỳnh, ok Cụ Quỳnh lấy vàng nha. Rồi chị nào lấy không nha, chị nào lấy xanh không? Xanh này rất là đẹp luôn nha, xanh pyjama nè mấy chị ơi. Pyjama phi xanh nha, 40.000 một bộ thôi. Chị nào lấy ơi comment giùm em luôn nha. Yeah.
Dung sách ách được không? Sách ách đi mặt đẹp mà. Rồi thun nha mấy chị ơi, thun nha, 55kg vừa luôn. Chị nào ấy comment giùm em nha, cái này thun cu xì giùm chị phía sau nè. Phía sau này có nơ luôn nha. Phía sau có nơ luôn nha mọi người. Rất là xinh luôn. Phía sau này nó có nơ nha mấy chị, nó rất là đẹp luôn. 35.000 một bộ đó nha, 35.000 màu đỏ nè. 55kg vừa nha. Chị nào lấy đỏ thì mang đỏ giùm em luôn nha mấy chị ơi. 35.000 một bộ nha mấy chị ơi. 35.000 đó là rẻ, cái này mấy chị mua mặc ở nhà ngủ luôn rất thoải mái luôn nha. Đỏ đỏ nha, bộ em đang mặc là đỏ nha mấy chị. Quần sọc nha, quần sọc 35.000 có màu cam luôn. Đây màu cam luôn nè, màu cam là quần đen nha mấy chị, màu cam quần đen nha. Rất là xinh luôn, màu hồng. Màu hồng này nha mọi người, có màu hồng luôn, viền hồng quần xanh nha mấy chị ơi, đó rất là đẹp luôn nha. 35.000 một bộ thôi, cái này là thun nha mọi người, thun nha. Rồi màu đen nè mấy chị ơi, sọc đen nha. Sọc đen luôn, rất là xinh nha, sọc đỏ luôn. Đây sọc đỏ luôn nha. Còn em mặc là đỏ nha mấy chị ơi, cái này sọc đỏ nha. 35.000 một bộ sọc đen luôn. Đây sọc đen luôn nha, rất là xinh luôn. Sọc hồng luôn. Màu cam luôn nha mọi người, 35.000 một bộ nha mấy chị, là cái mẫu em đang mặc luôn nha. Đây là quần quần sọc nè mấy chị ơi, quần sọc nha, thun nha. Đây phía sau nó có cái nơ nè mọi người, phía sau có nơ luôn. 55kg là vừa nha mấy chị, thun nha. Đây phía sau này nó có nơ nha mọi người nè, rất là đẹp luôn, rất là xinh nha. Ok chị đây nha, sọc đen nè, chị nào lấy nó comment giùm em luôn. 35.000 thôi chị, cái này thun nha, rất là mát luôn. Chị nào lấy nó comment giùm em luôn nha, còn sọc đen luôn. 55kg vừa nha, 55kg vừa nha mấy chị ơi. Thun cái này nó có độ giãn lắm nè. Thun nha, cực kỳ giãn luôn. 35.000 một bộ thôi, đây màu đen, sọc đen em còn luôn, màu cam nè. Đó màu cam luôn nha. Màu hồng luôn nè, rất là xinh nha. Rồi màu sọc đỏ luôn, sọc đỏ luôn nè, thun nè bà Dung ơi. Thun nè, nó đẹp luôn, quần sọc nha mấy chị. Đây mẫu em mặc nè, màu đỏ nha. Áo đỏ quần sọc luôn nè, rất là đẹp nha. Rồi còn màu sọc đỏ nè, sọc đỏ quần đỏ nha mấy chị ơi, sọc đỏ quần đỏ nè, rất là đẹp luôn nha. 35.000. Rồi sọc hồng này màu xanh nha. Sọc hồng này là cái quần màu xanh nha mấy chị, rất là đẹp luôn nè, 35.000. Màu cam nè, quần sọc cam luôn, rất là xinh nha. Màu đen. Màu đen, màu đen. Quần lửng là 150.000 nha chị ơi. Quần lửng là phi quần lửng, phía sau là 150.000. Quần dài 160.000, quần đùi 140.000 nha chị. Quần đùi là 140.000, quần lửng 150.000, quần dài 160.000 nha chị Hồng Loan. Phi phía sau. Đây nha mấy chị, chỗ em đang mặc nha mọi người. Đó này nó giãn lắm luôn, không phải giãn cực kỳ. 55kg là vừa nha. Đó phía sau là nó có cái dây, phía sau có cái nơ nè, rất là xinh luôn. Nguyên một hàng nơ xuống luôn. 55kg vừa nha. Đó nó đẹp luôn. Chị nào lấy nha. Thì thun nè, cái này là thun mà. Rồi chị nào lấy comment giùm em luôn nha. Đây màu này nha, ngọc băng băng, rất là xinh luôn nè, sọc hồng. Em đâu có bán đồ có bé đâu chị Hồng Loan ơi. Em đâu bán đồ bé đâu. Rồi chị nào lấy nha. Xinh cực kỳ luôn, màu đỏ nè, sọc đỏ nha mọi người. Sọc đỏ nha. Đó rất là đẹp luôn. Rồi sọc đen luôn nha mọi người, sọc đen luôn. Ship thì tùy theo cái nặng đồ nha chị ơi. Lấy màu gì Ngọc Vũ Quỳnh nó cứ comment màu giùm chị đi nha. Comment màu lên nha. Ship thì tùy theo cái nặng đồ nha mấy chị ơi, gửi cô điện thì tùy theo cái nặng đồ nha. Rồi màu cam chị nào lấy nè, có màu cam, sọc cam luôn, rất là xinh nha. Ok, mẫu đang mặc không? Rồi bộ em đang mặc còn luôn nha, chị nào lấy thì comment giùm em luôn. 35.000 một bộ nha mấy chị ơi. Em ở An Phú An Giang nha chị ơi. Rồi ok chị Kim Thơ Nguyễn, cho em xin số hội địa chỉ luôn nha chị Kim Thơ Nguyễn ơi. Ok, Vũ Quỳnh lấy đỏ rồi nha. Chị Kim Thơ Nguyễn cho em xin số hội địa chỉ luôn nha. Đây bốn màu cho chị luôn. Rồi còn đỏ chị nào lấy nó nha. Chị Kim Thơ Nguyễn cho em xin số hội địa chỉ nha. Đồ em đang mặc là 35.000, 55kg vừa nha. Tại vì cái này là thun. Được nha, gửi xe Quỳ Nghĩa được nha Nhi Angel ơi. Gửi xe Quỳ Nghĩa được, nhưng mà chị chuyển tiền trước cho em nha. Rồi em gửi xe cho chị nha.
thun lõi. Cái thun đó là nó khác, cái đó là thun gân, còn cái này thun mịn nha, cái này là thun mịn. Ship tùy theo cân nặng đồ với chị Kim Thảo Nguyễn ơi, chị ở đâu cho em xin số hội để chị nha. Ship thì mấy chị trả ship nha, không miễn ship nha, mấy chị đọc cái bài ghim giùm em luôn. Cho em cái địa chỉ luôn nha chị Kim Thảo Nguyễn ơi, 4 bộ nha. Cái này nói chung là tiền ship nó, cái này mấy bộ này nó nhẹ lắm mấy chị, nó không có nặng đâu nha. Chia sẻ bài đó giùm em nha, rồi chị nào lấy nó nha. Em toàn bộ đỏ em đang mặc luôn, với sọc hồng thôi nha, còn hai bộ thôi, đỏ với sọc hồng là chị nào lấy comment giùm em luôn nha. Gửi xe Quỳnh Nghĩa thì mấy chị gửi tiền trước giùm em nha, lần đầu thì gửi tiền trước giùm em, rồi em gửi đồ xuống, lần sau thì thu hộ nha. Ví dụ quen rồi thì mình thu hộ được, còn khách mới thì gửi tiền trước giùm em. Ở đâu em cũng ship hết mấy chị ơi, cho em cái địa chỉ với số hội ship mấy chị. Mua hàng thì cho em xin số hội, địa chỉ làm ship tới đâu em cũng ship hết nha, nhiệt tình mua thì em nhiệt tình gửi thôi nha. Đây đồ ngủ ngắn là chị em đang mặc mà chị ơi. Rồi coi chị Kim Thơ Nguyễn thấy số hội địa chỉ luôn nha. Ở đâu quên rồi. Cái địa chỉ hình như thiếu quá chị Kim Thơ ơi, có còn cái gì nữa không nha? Huyện rồi tới tỉnh gì đó, rồi tới thành phố hay là gì đó chị, cho em cái gõ cụ thể nha. Thì thường thì ship thì từ 3-4 ngày nha chị ơi, hôm nay chiều nay em chốt hàng là gửi đó, 3-4 ngày thì có nha. Rồi bộ em mặc chị nào lấy luôn nha, còn hồng nè mấy chị ơi, còn hồng luôn, hồng với đỏ mặt nè. Chị nào lấy comment giùm em luôn nha mọi người ơi, bài Dung lấy không nha. Cái thun này là thun mơ, thun mịn nha, còn thun bữa là thun gân, thun này thun mịn. Đó trời ơi, rất là xinh luôn các chị ơi. Cái bộ này nha, đẹp cực kỳ luôn. Chị nào lấy nha, thun nha mấy chị ơi, thun 55kg là vừa nha. Đây cái quần có đó nè, quá trời xinh luôn, đẹp cực kỳ. Phía sau nè, nó có nơ nha mọi người, phía sau có nơ luôn, xẻ luôn nè. Trời ơi, rất là đẹp luôn. Phía trong này nó có kim tuyến nhũ nè, rất là đẹp luôn nha. 35.000 thôi mấy chị ơi, chị nào lấy nó comment hồng giùm em, với đỏ em đang mặc còn bộ luôn nha. Đỏ đang mặc là còn bộ luôn. Đây phía sau nè, phía sau này nó có cái hàng nơ nè mấy chị, phía sau này nơ này rất là xinh luôn á, bộ này mặc yên lắm nha, mát lắm luôn. 35.000 thôi, chị nào lấy nó comment giùm em nè. Sọc hồng nè, đó trời ơi, xinh cực kỳ. Rồi ok chị, có gì nữa em điện rồi chị, chúc em điện chốt hàng chị nhớ nghe máy giùm em nha. Rồi ok, gụ Quỳnh, chụp cái gụ Quỳnh này 57kg chị lựa tôm giùm em đi chị. 57kg là em có đồ bộ thun dài, thun lửng nha, đồ bộ thun lửng nha. Đồ bộ thun lửng 35.000, còn muốn tôm thì có hàng xịn từ 65.000 đến 65.000 trở lên nha. Rồi chị nào lấy comment giùm em luôn nè. Rồi chị nào lấy nó nha, chia sẻ bài lên giùm em nha, thun nha mấy chị ơi. Thun nha, chị nào lấy nó comment giùm em luôn, thun em đang mặc nha. Mặc rất là yên luôn mấy chị ơi. Bộ này rất là đẹp nha. 35.000 một bộ. Chia sẻ bài lên giùm em nha mấy chị ơi. Con hết rồi. Con hết cái bộ này rồi cô. Con còn chỉ còn 4 màu thôi, còn 3 bộ giống nhau thôi. Còn có 3 bộ giống nhau à. Còn 3 bộ giống nhau à. Còn ba bộ giống màu, ba bộ giống nhau nhưng mà quần nó khác màu nha. Với bộ con đang mặc là khác màu, cô nói giờ nó không có đủ giống màu á, khác màu hết trơn à. Rồi chị nào lấy bộ em mặc mới comment giùm em luôn nha. Rồi bộ này nha mấy chị ơi, bộ này luôn chị nào lấy nha. Đây cái áo rất là xinh luôn, cái này là 55kg là mặc vừa luôn nha mấy chị, với thun giãn nha. 55kg mặc vừa luôn, chị nào lấy comment giùm em. Đây màu xanh bít nha, đây xanh bít nha mấy chị ơi, đó rất là đẹp luôn, xanh bít nha. Cái quần của nó nè mấy chị ơi, chị nào lấy comment giùm em luôn. Đây là von nha mấy chị ơi, chấp von nha, 35.000 một bộ thôi. Chị nào lấy comment giùm em nè, xanh bít nha, quá trời đẹp luôn mẫu này nha mấy chị ơi. Xanh bít nha, chị nào lấy comment xanh bít giùm em. Ok chị, em lấy khác màu rồi nha, em lấy mỗi cái là mỗi màu cho chị rồi, không có giống nhau. Chị nào đặt 4 bộ gì đó làm lượng màu khác nhau hết trơn à, không có lựa giống đâu. Rồi xanh bít nha, chị nào lấy xanh bít comment giùm em xanh bít luôn. Chia sẻ lên giùm em nha mọi người.
cái quần lụng nha mấy chị, quần lụng nha. À mệt là bắt mệt rồi, chị là lấy cái ven giùm em nha, quần lửng nha mấy chị, 35.000 nha. Cái này 56-57kg vừa luôn nha mấy chị ơi, 56-57kg vừa luôn, 35.000 cái là rẻ luôn nha mọi người. Đây hình con gấu nha, gấu trúc nè, chị là lấy nha, gấu trúc tím, gấu trúc tím nha mọi người, 56-57kg là vừa luôn. Rồi ok của mình nha, rồi chị nào lấy comment giùm em luôn nào, màu tím. Màu tím gấu trúc nha mấy chị ơi, 56-57kg vừa luôn nha, 35.000. Chị nào lấy comment giùm em luôn, quần lửng nha mọi người. Quần lửng 35.000 chị nào lấy nha, còn một bộ tím gấu trúc luôn. Còn một bộ tím gấu trúc này thôi nha, chị nào lấy comment giùm em luôn, 35.000. Đây 56-57kg vừa quần lửng nha. Có cái túi rất là xinh luôn mấy chị. Có túi phía trước luôn nha. Chị nào lấy comment giùm em luôn. Có nha chị ơi. Có 45kg nha, 45kg là đây, bộ mặt cũng vừa luôn nè nha chị Diễm Nguyễn ơi, cái bộ mặt là vừa luôn, nói chung là không nhìn nó dễ mặt lắm nha. Có nha chị Duyên Duyên ơi, có đồ đùi 140.000 đó chị Duyên Duyên, 140.000 cái mẫu phi Chanel đó là có nha, Chanel là có quần đùi 140.000, 140.000 á, quần đùi quần lửng là 150.000, quần dài là 160.000. Rồi gấu trúc tím nè, chị nào lấy nha, 35.000 nha mấy chị ơi. Gấu trúc tím nha, 35.000. Đây hình con voi luôn nha. Bởi vì em nói chị thiếu tỉnh với thành phố mà chị nói vậy được rồi. Thun nha chị ơi, thun nha. Bộ em mới cầm là 45kg à, mặt hơi rộng nha chị Diễm Nguyễn ơi. Bộ thun em cầm là 45kg là mặt hơi rộng nha. Vải thun nha chị ơi, vải thun nha. Cái bộ này là thun nha mấy chị, thun nha. Đây màu cam. Màu cam, màu cam nha mấy chị yêu ơi, màu cam nha. Đó cực kỳ xinh luôn. Ok chị. Rồi xíu nữa em lấy màu nha. Rồi con voi, voi cam nè chị nào lấy nha. Voi cam, voi cam chị nào lấy comment giùm em nha. Voi cam nha mấy chị ơi. Voi cam chị nào lấy comment giùm em luôn. Voi màu cam 56-57kg vừa nha, 35.000 một bộ nha mấy chị. 35.000 chị nào lấy comment giùm em voi cam luôn. Voi cam, voi cam nha. Ừ, nguyên mặt đó. Chỗ chi chị đó chị cầm đó. Rồi con voi chị nào lấy nha, con voi 35.000 luôn nha mấy chị, đợi chút xíu nha chị Duyên Duyên để em lấy màu cho xem nha. 35.000 luôn, chị nào lấy nha, màu cam. Màu cam con voi nha mấy chị ơi, cam con voi nha, cực kỳ xinh luôn. 35.000 nha mấy chị ơi. 35.000, 35.000 chị nào lấy thì comment giùm em luôn nha. Con voi, con voi. Nó còn bên đây. Đây em còn hai màu là chị, màu đỏ với màu xám nha. Màu đỏ với màu xám nha chị ơi, còn hai màu nha chị Duyên Duyên, phi đùi nha. Phi đùi này em còn hai màu đỏ với xám với có hình gấu nữa chị, có hình gấu nha, cái này là trơn. Có hình gấu nữa, cái này là còn hai màu thôi à. Màu xám với màu đỏ thôi, còn không. Em còn xám với đỏ thôi chị Duyên Duyên ơi, có lấy thì comment giùm em nha. Xám với đỏ nha chị. Đó rất đẹp luôn, phi. Phi Chanel. Ok chị Hương Nguyễn Nguyễn nè, cho em xin số hội đi nha chị ơi. Cho em xin số hội trước đi nha. Cho em xin số hội nha chị Hương Nguyễn Nguyễn ơi nè. Có quần dài luôn nha chị Hoa Thạch Thảo ơi. Cái phi đó có quần dài luôn nha. Quần dài là 160.000, quần đùi 140.000, quần lửng là 150.000 nha. Cái phi đó là phi này là khoảng 56kg là vừa luôn mấy chị. Đây cái phi này 56kg vừa nha.
đó rất là đẹp luôn, 56kg là vừa luôn, 44kg thì mặt hơi rộng nha. Chị Thông, Nguyễn Thông cho em xin số hội luôn nha chị. Đây cái này nha, chị Duyên Duyên lấy màu gì nha, em còn đỏ với xám thôi. Cái mẫu này em còn đỏ với xám nha. Cái nào em thấy không, Nguyễn Thông đi đi. Bên đây có là xem nước chụp sau luôn. Chị số hội là 01 2 1. Từ trước rồi đồ về chị Kim Lân ơi. Rồi Phi nha, Phi này em còn hai màu. Vậy chị lấy hình gấu đi chị, lấy hình gấu đi. Lấy hình gấu đi, cái này là còn màu xám với màu đỏ thôi. Cái mẫu Phi này em còn màu xám với đỏ. Với quần lửng đó, quần lửng thì em còn đủ màu hết. Chị lấy quần lửng đi. Gấu thì em còn màu. Đây màu xanh sau lưng lửng nha mấy chị ơi. Sau lưng là lửng, này mẫu này là lửng nha. Đây màu xanh này rất là đẹp luôn mấy chị ơi. 150.000 nha. 150.000 nha mấy chị ơi. Đây rất là xinh luôn, cái màu rất là đẹp. Cái này em còn màu nữa, quần lửng nha. Quần lửng thì em còn đủ màu hết. Còn quần đùi thì em còn hai màu đó à. Rất là xinh luôn. Trần gì nãy này 550.000 nha mấy chị, 150.000 đó rất là đẹp luôn nha. Chị nào lấy thì comment giùm em luôn nha mấy chị ơi. Màu xanh này rất là đẹp luôn nha, 150.000. Có lấy gấu đi chị, chị Duyên ghi gấu thì em còn màu khác. Đây gấu nè, có hình gấu luôn mấy chị. Đó gấu nè, rất là đẹp luôn nha. Gấu luôn nha, có gấu luôn. Quần dài là 160.000, quần lửng là 140.000 nha chị, 150.000 nha chị Ngọc Bích ơi, các em cầm là quần lửng nha. Quần dài em có luôn, quần dài là 160.000, còn quần lửng 150.000. Còn quần đùi là 140.000 nha. Cái phi nha chị, phi lụa nha. Rồi mã nó giùm em đi chị. Rồi tiếp nha, cái bộ mà con voi đó phải không chị ơi, bộ con voi nè phải không? Bộ con voi phải không chị Kim Loan ơi? Cho em dài. Đây bộ con voi nè. Đó một con voi, em ở An Phú An Giang nha chị ơi. Em ở An Phú An Giang, đây quần dài đây. Quần dài này mới chị 160.000 nha. Quần dài là 160.000 phi lụa nha mọi người. Mặc rất là im luôn, phi này mới chị mặc rất là mát luôn nha. Đây đồ này 35.000, con voi 35.000. 52kg mặc vừa nha. Thì cái form đồ bộ này là mặc hơi rộng với chị nha. Rồi 35.000 con voi, chị nào lấy comment giùm em luôn nha. 56-57kg vừa nha mọi người. Con voi màu cam, chị nào lấy thì comment giùm em voi cam. 56-57kg vừa nha. Chế nào lấy thì comment giùm em voi cam nè. 35.000 một bộ nha mấy chị ơi. 35.000. Chị nào lấy comment giùm em con voi luôn nha. Chia sẻ bài lên giùm em nha mấy chị ơi. Rồi hình cô gái nè mấy chị ơi, hình cô gái nha, rất là xinh luôn, 35.000. Chị nào lấy comment giùm em nha. Hai bộ nào chị Kim Loan ơi, hai bộ nào nha, bộ con voi với bộ này được không nha? Chị lựa màu giùm em nha. Đây bộ con voi với bộ này được không nha chị ơi? Đây rất là xinh luôn nè. Hình này rất là đẹp nha, 35.000, 56-57kg là vừa nha mấy chị ơi, quần lửng nha. Quần lửng nha mấy chị ơi, 56-57kg vừa nha. Đây rất là đẹp luôn. Đó xinh cực kỳ nha, chị lấy màu nào nha. Là sao chị Kim Loan ơi? Chị lấy cái mẫu này không nha? Chị lấy mẫu gì với mẫu gì comment cho em nha. Hình cô gái với hình cô gái với hình con voi chị lấy đúng không nha? Lấy được coi giùm em cho xin số hội luôn nha. Chia sẻ bài lên giùm em nha mấy chị ơi, chia sẻ lên giùm em nha. Rồi
tim, hình trái tim này chị nào lấy comment giùm em. Chị Nguyễn Thị Kim Loan có lấy không nha? Có lấy thì em đổi lại nha, không thấy thôi nha. Lấy thì cho tôi số hộ chứ. Rồi chị nào lấy comment giùm em luôn nào. Màu xanh trái tim. Xanh trái tim nha mấy chị ơi, xanh trái tim rất là đẹp luôn. 56-57kg vừa nha. Nó có màu hồng, màu tím nha. Tím hồng xanh 35.000 một bộ nha mọi người. 35.000 một bộ tím hồng xanh luôn. Chị nào lấy comment giùm em nha, hình trái tim 35.000 nha mấy chị ơi, quần lửng nha, tím hồng xanh 35.000. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em luôn nha. Quần lửng nha, quần lửng chị nào lấy comment giùm em nha. Chị ơi, ở đây không có luôn, đợi em xíu nha. Đây đây, màu em
mặc hết rồi nha. Nhưng mà mai mặc hết rồi, phi này phi lộ chị mặc rất là mát luôn, giá chỉ có 35.000 rất là rẻ luôn. Màu xanh đen, màu xanh đen này nha mấy chị ơi, xanh đen đó nó là đẹp luôn. Xanh đen nè, màu tím nè, rồi màu tím nha mấy chị ơi, có màu tím luôn, màu tím hình con chuột luôn, màu tím hình con chuột luôn nè, chị nào ấy nha, đó rất là xinh luôn, tím luôn nè, rồi ok chị đẹp luôn, màu tím gì? rồi 58kg không vừa nha chị Dư Thảo Võ ơi, đây nha chị nào ấy nha, màu tím luôn, màu tím quay sau lưng, đây sau lưng, sau lưng mình mượn có gì hết, thấy không, thấy trắng. Rồi màu tím nha, 70kg không vừa chị ơi, cái này khoảng 53kg đối lại thôi nha, màu tím đây rất là xinh luôn, màu tím với xanh đen nha, còn tím với xanh đen nè, màu xanh lá hết rồi nha, đây có màu beo luôn, beo hồng luôn nè. Pyjama màu hồng nào ta, pyjama màu hồng nào, cái đó là kimono nha, cái màu hồng con gấu này là kimono, 140.000 quần đùi nha mi trần ơi, cái đó là quần đùi nha. À, bà Dung mà vô duyên quá. Ai lấy gì, ai lấy gì? Tôm Tí Tận cho em xin số hội địa chỉ luôn nha, Tôm Tí Tận ơi. Tôm Tí Tận cho em xin số hội địa chỉ nha. Trời ơi, tên chứ cưng chứ sợ luôn nghe là cái gì. Cho em xin số hội địa chỉ nha chị ơi. Màu tím em hết rồi nha chị Võ Cô Đức Nguyễn ơi. Tên đẹp đẹp không trời. Rồi nha, beo nè, beo màu hồng. Có 60kg là thun quá chị, thun nãy em dơ lên nó 60kg chị cao bao nhiêu nha. Với có tôm, con mắc tiền thì có, con mắc tiền là xây cỏ nào em cũng có hết nha. Còn mấy hàng rẻ này không có xây lớn chị ơi. Rồi màu xanh biển nè, xanh biển chị nào lấy nha, rồi bông màu đỏ luôn. Chị Tâm Tí Tận cho em xin số hội địa chỉ nha, mấy chị đặt hàng nhớ cho em xin số hội địa chỉ luôn nha mấy chị ơi. Chị Tâm Tí Tận ở đâu cho em xin cái địa chỉ luôn nha. Chị Võ Khu Đức Dìa Đức Nguyễn gì đó, hết rồi em hết rồi nha, hết màu tím rồi. Rồi con màu đỏ này chị nào lấy nha. Thun chị ơi, thun chị ơi, thun chị Kim Lân ơi. Rồi nha, chị nào lấy nha, màu đỏ, hoa màu đỏ luôn, phi nha mấy chị ơi. Đây phi hoa đỏ nè, trời ơi rất là xinh luôn, 35.000 một bộ thôi mấy chị ơi, phi này mặt mát cực kỳ nha. Vũ Quỳnh có lấy không nha. Đây có beo luôn, beo hồng nè, beo hồng nè, rồi xanh biển luôn nha chị ơi, xanh biển, xanh đen luôn nè, 35.000 một bộ nha. Rồi chị nào lấy comment giùm em luôn nha. Màu đỏ ok, màu đỏ nè, ba sản phẩm trở lên em mới ship nha mấy chị ơi, nhớ đặt đủ 3 sản phẩm giùm em nha. Mấy chị đặt đủ 3 sản phẩm giùm em nha, cố gắng đặt 3 sản phẩm giùm em nha mấy chị ơi. Ăn đi. Đỏ của chị Võ Cô Đức Nguyễn nè, chị Võ Cô Đức Nguyễn cho em xin số hội luôn nha chị ơi, chị ơi cho em xin số hội luôn nha, cho em xin số hội địa chỉ luôn nha mấy chị ơi. Rồi em thấy luôn rồi nha, 3 sản phẩm trở lên em mới ship nha mọi người ơi. Chị Tâm Tí Tận nghĩ đâu, chị Tâm Tí Tận cho em cái địa chỉ đó nha. Ê Phú Hưng à, lộn có rồi, quên. Sorry. Em hết xanh, hết đỏ rồi chị ơi, hết đỏ rồi. Rồi còn xanh đen nè, chị nào lấy nè. Xanh đen với beo, với màu xanh biển nha, xanh biển nè. 150.000 nha Diệu Lê, cái đó là quần lửng nha, quần lửng 150.000, phi lụa nha, phi lụa 150.000 quần lửng. Xanh đang mặc hết rồi nha Vũ Quỳnh ơi. Pyjama đùi đó là 140.000, pyjama đùi là 140.000, đây em có gấu luôn. Đây có gấu luôn nè. Có gấu rồi, có trơn Chanel luôn, trơn Chanel luôn. 140.000 là quần đùi á. Rồi chị nào lấy nha, chị nào lấy nè, comment giùm em luôn, xanh đen. Rồi màu xanh nè, màu beo nè, ai lấy beo. 35.000 thôi nha. Rồi đây em lấy pyjama rẻ cho mấy chị nè, 40.000. Ờ pyjama đây còn ba màu, còn ba màu này cũng Quỳnh ơi, còn màu xanh biển đây, còn xanh biển, xanh biển xanh đen này nha, xanh biển xanh đen với màu beo hồng beo, đây hồng beo nè, hồng beo này nha, hồng beo xanh biển với xanh đen nha, còn ba màu này thôi. Áo dây nha, đồ đang mặc nha mấy chị ơi, đồ đang mặc nha. Gọi thun dây nè, chị nào lấy nè, thun dây còn hai bộ luôn. Thun dây còn hai bộ luôn nha chị Thơm Nguyễn Thơm ơi, 55-56kg mặc vừa luôn nha. Thun dây ghen nha mấy chị ơi. Mấy chị ơi,
55-56kg vừa nha. Ok Diệu Lê xin đi chứ xin số hợi để chỉ luôn nha Diệu Lê ơi. Ba sản phẩm trở lên em ship nha mấy chị, nhớ lựa đủ ba sản phẩm giùm em nha mấy chị, cố gắng lựa ba sản phẩm giùm em nha, chứ đừng đặt một cái rồi bỏ mất công lắm mấy chị ơi. Rồi ok Vũ Quỳnh lấy xanh đen cho Diệu Lê. Rồi nha, dây nè mấy chị ơi, thun dây nha, đây là thun nha mọi người, thun dây phối ghen nè. Chị nào lấy nha 35.000 luôn, em còn hai màu hai bộ luôn nha, màu xanh với màu đỏ. Xanh với đỏ nè, chị nào lấy nha, xanh với đỏ nha mấy chị ơi, 35.000 một bộ thôi. Rồi chị nào lấy comment giùm em luôn, xanh đỏ nè mấy chị ơi. Cực kỳ xinh luôn. Chế nào lấy nè, 55-56kg vừa nha. Chị lấy như vậy. Long Bình ăn cuốn bao nhiêu đó, cái này chị xin một ba sản phẩm em ship nha mấy chị yêu, nhớ lựa đủ ba sản phẩm giùm em luôn nha. Rồi nè, thun này nha, chị Thơ Nguyễn Thơm lấy không nha. Đó, cái này 55-56kg vừa luôn, dạng cực kỳ nha, thun mặt rất là mát luôn, ghen, khó ghen phía trên. Đó, rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Còn đỏ với xanh nha, chị nào lấy comment giùm em, đỏ xanh nè. Đỏ xanh mấy chị ơi, đỏ với xanh. Mẫu này rất là dễ cưng nha, dễ thương lắm, chỉ còn hai bộ duy nhất luôn. Cho nên chế nào lấy thì nhanh tay nha, này đẹp lắm á. Mẫu này dễ cưng lắm. Rồi em mặc pyjama phi nè, chị nào yêu cầu pyjama phi có tay nè, 40.000 luôn. Giá nào cũng có chơi hết. Cái cục sạc đóng tiền rồi. Chị ơi, bộ đang mặc là 35.000 nha chị Nhân Nguyễn ơi, 35.000 nha. Bộ chị mặc là 52-53kg vừa đó. Ok chị Thơm Nguyễn Thơm lấy đỏ nha, kìa đỏ sọc đó. Bấm nút đó. Nút kia, nút đó đó, nút kia xoay lại, đó đó đó. Kìa lấy bộ đỏ sọc cho chị Thơm Nguyễn Thơm. 52-53kg là vừa nha. Bộ đang mặc là 35.000. Rồi pyjama phi nha mấy chị ơi, 55kg cao 1m6 là vừa nha. Trời ơi rất là đẹp luôn, nằm màu xanh lá, quá xinh luôn. Xanh lá nha, chị nào lấy xanh lá comment giùm em luôn. 40.000 nha mấy chị, phi này 40.000, phi pyjama này 40.000, 55kg cao 1m6 là vừa nha. Đó xinh lắm luôn, cái cổ rất là đẹp luôn nè, 40.000 chị nào lấy nha, màu xanh rất là đẹp luôn, quá đẹp luôn. Cái phi này mặc rất là mát luôn mấy chị, phi lụa nha, nó mềm nè mấy chị xem nè, nó mềm cực kỳ luôn. Nó không có cứng đâu, không phải là phi cứng đâu nha mấy chị ơi, 40.000 một bộ nè. Nó mềm lắm luôn nha. Chắc phi làm bao đẹp cho mấy chị luôn, yên tâm mua mặt nha. 40.000 chị nào lấy nha. Đây màu xanh lá. Trời ơi rất là xinh luôn. 40.000 thôi. Ok Diệu Lê xanh lá nè, còn xanh lá nữa chị nào lấy xanh lá nè, Tâm Tí Tận xanh lá luôn không? Chị là Tâm Tí Tận lấy cái mặt nha. Rồi, màu đỏ đô. Đỏ đô xanh đen. Màu hồng. Đỏ đô xanh đen hồng nè, chị nào lấy nha, màu trắng luôn. Đây màu trắng nè mấy chị, đỏ đô, trắng hồng nha, xanh đen nè, đỏ đô. Đó nó đẹp luôn, 40.000 một bộ nha, phi này nó mềm lắm mấy chị nè. Bao hàng cho mấy chị mặc luôn, nó mềm cực kỳ luôn nha, mặc rất là mát. Cái bộ nó mặc Tâm Tí Tận luôn. Đỏ luôn không? Lấy đỏ luôn không? Chị ơi lấy đỏ luôn không? Vậy là xanh với đỏ nha, xanh lá với đỏ nha. Xanh lá với đỏ luôn. Rồi chị nào lấy nó comment giùm em nè. Màu trắng luôn, trắng với đỏ luôn nha, hồng luôn. Trắng, đỏ, hồng, xanh đen nha mọi người. Đó rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Xanh đen nè, rất là xinh nha. Trắng, đỏ, hồng, xanh đen. 40.000 một bộ nha mấy chị ơi. Phi này rất là mềm luôn. Bao hàng cho mấy chị mặc luôn nè. Trời ơi nó mềm, mặc nó rất là mát nha. Đó mấy chị ơi, xinh lắm luôn. 55kg cao 1m6 là vừa nha mấy chị yêu. Đây màu xanh đen. Xanh đen quá đẹp luôn. Xanh đen quá đẹp luôn á nha. Đó trời rất là đẹp luôn. Hồng Cẩm Lê cho xin số hội để chị luôn nha chị Hồng Cẩm Lê ơi. 40.000 một bộ nha mấy chị yêu ơi. 40.000, 40.000, 40.000, 55kg vừa nha.
Rồi lấy gọi cho chị Thơm, Nguyễn Thơm, em lấy đồ hung cho chị rồi nha, đồ hung sọc lấy cho chị rồi luôn. 55kg cho 1m6 là vừa nha mấy chị, 40.000 một bộ luôn. Chị Hồng Cẩm Lê cho em xin số hội địa chỉ luôn nha. Ba sản phẩm trở lên em mới ship cho mọi người. Rồi xanh đen nha, lấy xanh đen. Tâm Tiết Tận lấy xanh đen luôn phải không chị ơi? Chị lấy xanh đen luôn phải không? Rồi chị nào lấy nữa nha, rồi ok chị Hồng Cẩm Lê lấy số hội luôn nha, cho em cái địa chỉ luôn nha mấy chị ơi, nhớ cho em cái địa chỉ nha. Chia sẻ lên giùm em nha mấy chị ơi, chia sẻ bài lên giùm em nha. Quần jean đùi có nha chị ơi, quần jean đùi có nha. Bao nhiêu ký mà vừa, 55kg cao mét 6 là vừa nha. Rồi mẫu này chị nào lấy nè. Pyjama. Ok chị Kim Ngọc lấy thị xíu nữa nha. Rồi pyjama chị nào lấy nè. Còn đồ gỗ dây còn nhiều lắm mấy chị ơi. Đây pyjama chị nào lấy von nha mọi người. Cái này chắc von nha. Trời ơi mặc rất là xinh luôn mấy chị ơi. Đó rất là đẹp luôn nha. Cực kỳ xinh. Rồi Diệu Lê lấy nè. Chị nào lấy nó nha. Còn một bộ em đang mặc luôn. Còn một bộ đang mặc thôi nha. Với bộ hồng luôn.
đó rất là xinh nha, màu hồng nè mấy chị yêu ơi, màu hồng đây, màu hồng luôn nha, có màu hồng luôn. Cái này chắc von dày nè nha, không có mỏng nè, mấy chị xem giùm em nha, không có mỏng luôn. Cột dây, cột dây là gì Bảo Ngọc ơi? Cái cột dây gì, kimono phải không? Kimono là 140.000 quần đùi nha, quần dài là 160.000. 55kg cao bao nhiêu chị Kim Ngọc Lê Thị ơi? Chị 55kg cao bao nhiêu nha? Cái này cao trên 1m6 là vừa đó, 55kg cao 1m6 vừa, em mặc còn rộng nè, em mặc còn rộng luôn, em có 50kg thôi. Rồi chị nào lấy nha, mà em đang mặc với màu hồng luôn. Cái này von mấy chị mặc mát cực kỳ luôn, cái này là hàng hiếm luôn á chị, hàng hiếm luôn á. Ủa vậy Lê ơi, tự nhiên chui tới ngoài vậy? Mua sĩ thì cứ inbox cho em nha chị Minh Minh ơi, cứ gì inbox nha. Rồi chị nào lấy comment giùm em nha, đó rất là xinh luôn. Chị nào lấy nữa nè, cái này là chắc von nha chị, mặc rất là im, 40.000 một bộ, chỉ có 40.000 thôi mấy chị. 55kg cao 1m6 trở lên là vừa nha, 55m56 là không vừa đó chị, không vừa nha. Rồi chị nào lấy nó comment giùm em nè. Còn hồng với xanh em đang mặc nha, cái này là chắc vơ, mấy chị mặc rất là mát, nó không có mỏng. Đây coi giùm em lớp trong nè, lớp trong này nó nhìn như vậy là mấy chị biết nó không mỏng rồi đó nha. Rồi chị nào lấy nó không nha. Ok chị Minh Minh nè, Minh Minh lấy bộ đang mặc nha, bộ hồng Thúy Nguyễn nè, 55kg. Chị 50kg á, chị 50kg nha, chị tầm 50-51kg đổ lại à. Mà chị cao 1m6. Thúy Nguyễn cho em xin số hội luôn nha, Minh Minh cho em xin số hội địa chỉ luôn. Mấy chị đặt hàng cho em xin số hội địa chỉ đi, em chốt đơn 3 sản phẩm trở lên em mới ship nha mấy chị ơi, lưu ý giùm em. 3 sản phẩm trở lên em mới ship, cho nên là mấy chị đặt đủ 3 bộ giùm em nha. Chị Kim Ngọc để em xíu nha. Rồi chị nào lấy? Chị ơi nếu mà đặc sĩ thì cứ inbox cho em. Nếu mà một giá sĩ thì em mới cho chị lựa được, cặp tiền em mới lựa, mới cho lựa được nha. Tại vì hôm bữa mấy chị lựa sĩ lựa xong không có lấy á. Rồi chị nào lấy comment giùm em nha, màu hồng. Rồi hai cục luôn kìa. Không phải đó, mẹ sao ghép ra hai cục bốn hồng vô chứ ngờ. Lấy cái nhíp nắp ra. Cũng giỏ hơn cái sao vậy? Dạ, 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 lấy cái đồ mà cắt cái nhíp nó hơi á, nó nhọn đó, nó dài. Ghi số điện thoại đi chứ. Ok chị Thúy Nguyễn, em lấy cho chị rồi nha, em lấy cho chị rồi. Chị Thúy Nguyễn em còn bộ nữa nha, em còn bộ nữa. Bộ xanh sau lưng là 150.000 nha, quần lửng 150.000. Ok chị Minh Minh lấy hồng luôn nha. Chụp đi, chụp đi. Minh Minh luôn á. Rồi chị nào ở bộ này mặc hết rồi không? Rồi hết nha, mấy chị mẫu này hết nha. Lấy cái nhíp vào gắt cho nó từ từ. Nhíp tao thôi, ở trong đẳng có nhíp nào hơi á. Mấy chị yêu ơi, đây màu xanh với màu vàng đang mặc nha.
đó là đẹp luôn. Xanh vàng nha mấy chị ơi. 35.000 nha, chị nào lấy comment giùm em 55-56kg là mặc vừa luôn. Đó, mặc rất là xinh nha mấy chị ơi. Chị nào lấy comment giùm em, mặc rất là mát luôn. 35.000. Vàng chứ xanh, ok. Chị Kim Ngọc lấy vàng em mặc nha. Rồi còn bộ xanh chị nào lấy nè. Còn một bộ xanh luôn, 55-56kg vừa nha. Chị nào lấy comment giùm em nha mấy chị ơi. Xanh. Bởi em mặc hết rồi nha chị. Còn màu xanh là lấy không nha chị Cẩm Lê ơi, Hồng Cẩm Lê ơi. Còn xanh nè. Rồi ok, chị lấy xanh vậy là chị Hồng Cẩm Lê lấy màu vàng nha. Rồi Hồng Cẩm Lê lấy vàng, chị này lấy màu xanh nè. Đi Kim Ngọc Lê lấy cái gì? Kim Ngọc Lê rồi. Rồi chị Hồng Cẩm Lê là có màu vàng em đang mặc rồi nha. Chia sẻ bài lên giùm em nha mấy chị ơi, chia sẻ lên giùm em nha. Kim Ngọc Lê tỷ hả? Được được nha, chị Tâm Tiết Tận ơi, xuống lấy được nha. Xuống lấy giờ cũng được luôn. Rồi chị nào lấy nha, màu vàng bơ rất là đẹp luôn. Cái này phía sau nó có gài nút nha mấy chị, tại em không có gài được. Cái này phía sau nó gài nút lại nha. Cái này gài nút chứ không phải là hở vậy nha. Gài nút lại nó có cái nút ở đây dài. Đó, màu vàng bơ chị nào lấy nha, 35.000 thôi. Giá chỉ 35.000 thôi nha mọi người. Tên gì tiếng? Hồng Cẩm Lê. Rồi vàng bơ chị nào lấy vàng bơ. 53-54kg vừa nha mấy chị ơi, 53-54kg vừa nha. Quý chị nào 55kg thì cao trên 1m6 giùm em luôn. Cao trên 1m6, 2m6 mấy là vừa. Rồi cái này 53-54kg, chị nào lấy comment giùm em nha. Trời rất là xinh luôn, màu vàng bơ. Vàng bơ 35.000 thôi nha mấy chị ơi, 35.000 con 2 lớp nha. Đây có xanh ngọc luôn, màu xanh ngọc nè. Màu cam, màu hồng, màu đen, màu trắng, màu nâu luôn. Rồi chị nào lấy comment giùm em nha. Ship hàng của ai nó buộc luôn. Đó là đổi tên nha. Rồi chị nào lấy nha, nâu nè mấy chị ơi, nâu trắng nha. Nâu trắng đen, hồng cam, xanh ngọc nha, mẫu em đang mặc luôn, vàng bơ. Cái mặt là vàng bơ nha mọi người, đó rất là xinh luôn. 35.000 thôi mấy chị ơi, hai lớp nha, con hai lớp, cái quần này có lớp phía trong. Cái quần là có lớp phía trong nha mọi người. Đó rất là xinh luôn, 35.000. 35.000 thôi mấy chị ơi, màu vàng bơ. Vàng bơ, ai lấy vàng bơ không? Xanh ngọc này nha. Xanh ngọc. Màu cam luôn. Đây màu cam luôn nha mọi người. Bỏ em đang mặc nha mấy chị, mặc rất là mát. Mấy trình nóng được nữa, chị mặc bơ này mát cực kỳ luôn. 35.000 thôi, đây màu hồng. Màu hồng rất là xinh luôn. Màu đen nữa mấy chị ơi. Màu nâu này nha, rất là đẹp luôn. 35.000 một bộ thôi, màu trắng luôn. Màu trắng nè. Đó, rất là đẹp luôn nha. Cái màu này mặc rất là xinh luôn chị ơi. 35.000 một bộ nha. Chị nào lấy comment giùm em luôn. Chia sẻ bài lên giùm em nha. Mẫu em đang mặc nào vàng bơ, chị nào lấy không nha. Đây màu trắng nè, quá đẹp luôn. Rồi mẫu em đang mặc chị nào lấy nha. Mẫu đang mặc nha mọi người ơi. Rồi cái pyjama con này em còn bộ màu bông nữa nè mấy chị. Pyjama này em còn bộ bông nữa, chị nào lấy nha. Đây pyjama con này còn bộ bông nữa, 40.000. Đây còn một bộ bông này luôn. Đó, chị nào lấy comment giùm em nha. Còn một bộ bông này duy nhất luôn, chị nào lấy nha. Pyjama nha mấy chị ơi, von nha. Pyjama von nha mọi người. Có cổ có tay luôn, rất là xinh nha. 40.000 còn một bộ luôn, chị nào lấy comment giùm em nè. Rất là xinh nha. Đó, rất là đẹp luôn chị ơi. Số 4 mà. Rồi chị nào lấy comment giùm em nha mấy chị ơi. Màu xanh, xanh đen nha. Cái này hoa xanh đen nha mấy chị ơi. Chị nào lấy comment hoa giùm em luôn. Hoa nha mấy chị ơi, hoa nha mọi người. Hoa, chị nào lấy hoa comment hoa giùm em luôn nha mấy chị ơi. Hoa nha. Đây cực
kỳ sinh luôn, 40.000 nha. Còn một bộ pyjama này duy nhất luôn, pyjama vơ nha mọi người, 40.000 một bộ. Chia sẻ bài lên giùm em nha. Ai đứa cọc mấy chỗ tăng luôn. Rồi có gì chị inbox cho em đi nha chị Thu Quỳnh ơi. Hôm bữa là em gửi số 4 mà. Good boy.
này 160.000 nha mẫu ơi. Rồi bộ này chị nào lấy nha, lấy không nha Vũ Quỳnh ơi. Bộ này là màu đen, màu vàng. Màu đen, màu vàng, màu hồng đậm nè. Ok chị Võ Phương Đức màu vàng nè. Rồi màu hồng đậm này nha, màu xanh biển, màu cam, màu xanh dương, màu hồng nhạt nè mấy chị, màu nâu luôn. Đây rất là đẹp luôn nha. Màu đỏ cam nè, màu xanh lá luôn. Trời rất là đẹp luôn á. Xanh lá với đỏ đâu cơ chị Ngọc Nguyên nè. Cho em xin số hội địa chỉ luôn nha chị ơi. Cho em xin số hội địa chỉ nha. 3 sản phẩm trở lên em ship nha mọi người. 35.000 một bộ. Đây đứng lên nè. Phải gần nhà chị Phương không chị Ngọc Nguyên ơi? Phải chị gần nhà chị Phương không? Bộ nào chị Ngọc Tiền ơi? Cái bộ màu xanh đó chị, bộ màu xanh nó có quần dài nha. Bộ xanh nó có quần dài 160.000 phi lụa, 160.000. Ai cũng hỏi bộ đó, tin rồi, tôi xin giấu bộ đó. Rồi chị nào lấy comment giùm em nha. Đúng rồi, 140.000 nha mẫu ơi. Cái đó là cà tê mềm nha, cà tê xịn nha. 55kg cao bao nhiêu nha chị ơi? Rồi ok chị Ngọc Nguyên nha, 65kg không vừa nha chị ơi. Màu xanh hết rồi, màu xanh hết rồi nha. Còn màu hồng đậm nè, màu xanh biển nè, màu cam nè. Đó, màu xanh dương. Đây xanh dương luôn nha mọi người, màu hồng nhạt luôn. Rồi màu nâu luôn nè nha, màu rất là đẹp luôn. Nói chung màu nào cũng đẹp hết, chứ màu đen em đang mặc nè, cực kỳ xinh luôn. 35.000. Cái bộ này là kimono. Cái bộ này là kimono nha. Đó, kimono nè, có dây cột 140.000. Cái chất kate này rất là mịn luôn các chị, nó mềm mịn cực kỳ luôn. Kate xịn nha, mặc rất là yên, quần đùi, quần dài là 160.000. Đây nè, nó có quần dài luôn á. Cái mẫu kimono này có quần dài luôn, 160.000. Màu hồng đậm hay hồng nhạt nha Vũ Quỳnh ơi. Đây nó có hai màu, hồng đậm với hồng nhạt, lấy hồng nào nha, hồng nhạt nè, hồng đậm nè, lấy hồng nào nha. Đây có hai màu. Chị ơi 46kg là mặt hơi rộng nha chị Ngọc Tiền ơi. 46kg là chị mặt hơi rộng nha. Chị 46 chị cao bao nhiêu nha? Chị cho em có chiều cao luôn nha chị ơi. Cho em có chiều cao luôn, 46kg là mặt hơi rộng. Cái đó là 160.000. Quần dài 160.000. Vũ Quỳnh lấy màu hồng gì nha, hồng đậm hay hồng nhạt nha. Hồng đậm hay hồng nhạt 35.000 một bộ nha mấy chị ơi. 35.000 đây. Còn màu luôn nha mấy chị ơi, còn màu luôn nè, màu nâu. Màu nâu, màu xanh dương, màu cam với xanh biển nha. 35.000 một bộ thôi, cái là phi nha, 53kg đổi lại là vừa. Rồi chị nào lấy comment giùm em nha. Vũ Quỳnh lấy màu gì comment chị nha, hồng đậm hay hồng nhạt nha. 46kg, 1m50. Vậy là mặt nó cũng hơi rộng xíu thôi, mặt hơi rộng xíu thôi chứ không có rộng nhiều. Thì đồ bộ phi này mặc nó phải rộng nó mới thoải mái. Rộng nó mới thoải mái. Đây quần dài nè nha chị. Quần dài. Quần dài 160.000. Rất là đẹp luôn. Phi này là phi lụa, mấy chị mặc lên là nó mát liền luôn á nha. Vũ Quỳnh nó lấy màu gì nha? Lấy màu gì comment lại liền giùm nha, đừng có chừa ra nha. Đây em mặc thử cái màu này cho chị xem, rất là đẹp luôn. Đây em mặc nó cũng không có rộng nhiều chứ. Phí lẫn là 150.000. Rồi coi chị có gì xong thì em tiễn lại cho. Tại vì em đang lái không có tiễn được á. Quần lẫn là 150.000 nha chị Hương Hương ơi. Quần lẫn là 150.000. Quần lẫn là màu xanh đó em đang treo đó. Còn này là quần dài 160.000. Đây mấy chị rất là xinh luôn. Phí này là phí lụa, mấy chị mặc lên rất là mát luôn nha. Nó mềm lắm, nó rủ xuống nè, thấy không? Đó xinh cực kỳ luôn. 160.000 nha, có túi luôn. Đó rất là đẹp luôn. Cái phi này mịn lắm mấy chị ơi, mặc rất là sang luôn nha. Có màu luôn, cái này em còn màu luôn. Chị nào lấy thì gồm em cho màu nha. Vũ Quỳnh nó lấy màu gì nha, cái phi này lấy màu gì nha. Màu hồng đậm hay hồng nhạt nha, chị bỏ thí vô nha. Bỏ hồng nhạt vô nha. Rồi nha, chị nào lấy nè, phi lụa nha. Phi lụa này nha chị ơi. Chị Ngọc Tiền nha, lấy thì gồm em giùm em 160.000. Rất là xinh luôn. Mấy cái phi này mặc mát lắm mấy chị ơi, tiền nằm của đó thôi. Hai xịn thì mặc nó khác với hàng thường thôi. Cẩn thận. 160.000
160.000 quần dài, quần lửng là 150.000, quần đùi là 140.000. Rồi chị nào lấy bộ phi em mặc này không nha, bộ phi đùi. Bộ phi đùi nha. Chia sẻ bài lên giùm em nha. Chị ơi, nó có màu này nha. Màu tím tím nha, tím tím nhạt nha. Đây màu tím tím nhạt nè. Cái này là 150.000 nha mấy chị, quần lửng nha. Quần lửng 150.000 nha. Đây có màu này nha chị ơi. Màu guốc nha, cái này là màu guốc đó mấy chị. Màu hồng guốc nha, hồng guốc rất là xinh luôn, 150.000. Xám xanh đen với xanh lá hồng guốc nha, với màu hồng guốc đậm luôn, hồng guốc đậm với hồng guốc nhạt nha, 150.000 nha mấy chị ơi, 150.000. Cái này là phi lụa nha, quần lửng nha, em còn mấy màu này thôi nha. Chị Ngọc Tiền ơi lấy thì comment giùm em, 150.000 quần lửng nha mấy chị. Cái này 56kg là mặc vừa luôn á, 55-56kg mấy chị mặc vừa luôn nha. Đó rất là đẹp luôn, nó có màu luôn nha. Rồi bộ em mặc chị nào lấy comment giùm em nha. Bộ em mặc là 35.000 nha mấy chị ơi, 35.000, màu đen, màu tím, màu đen, màu hồng đậm nè, màu nâu nè, màu xanh dương nè, màu cam nè, màu xanh biển nha. 35.000 một bộ nha. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em luôn. Cái bộ cũng Mỹ đang mặc nè. Mấy chị đặt hàng cho xin số hội địa chỉ luôn nha.
Cho xin số hội địa chỉ giùm nha mấy chị ơi. Chị Hoàng Ngọc Phương Chi nè, cho lấy màu cam nè, cho xin số hội địa chỉ luôn nha. Hoàng Ngọc Phương Chi cho em xin số hội địa chỉ luôn. Chị Phúc Ý cho em xin số hội địa chỉ luôn. Chị Phụng Nguyễn cho em xin số hội địa chỉ luôn. Bộ hồng nào chị ơi, bộ hồng gấu là 140.000. Rồi em còn voi tím luôn nha, voi tím chị đang lấy nè. Mấy chị cho em xin số hội địa chỉ liền nha mấy chị ơi, để em ghi đơn cho mấy chị nha. Mấy chị cho em xin số hội địa chỉ để ghi đơn liền cho mấy chị luôn nha. Cho số hội luôn nha mấy chị nhớ. Được, bình thường còn trẻ còn màu trắng đó, còn nhiều lắm đó. Cho em xin số hội luôn nha. Chị Phụng Nguyễn lấy thì cho em xin số hội nha chị ơi, số hội địa chỉ nè. Chị Phúc Ý cho em xin số hội luôn nha. Chị Hoàng Phương Nhi cho em xin số hội luôn. Mấy chị đặt hàng cho em xin số hội liền nha. Không, xanh lá cây phụ hồng hả? Không, xanh lá cây. Xanh lá cây đó. Đó. Đây, 40. Ai mà không có tuổi mà ba bỏ luôn nha. 40. Con nấu cho mẹ cho em. Mẹ đâu? Tôi đúng, tôi có thai là 40 nghìn. Rồi chị Hoàng Nhi chị lấy không nha? Không lấy em xả ra nha. Hoàng Phương Nhi không lấy em xả ra nè. Với chị Phương Phụng Nguyễn không lấy em xả ra. Không có số hội là em có chốt cho mấy chị nha mấy chị ơi. Đặt hàng nếu mà mình cảm thấy chắc lấy thì mình cứ cho em xin số hội địa chỉ nha mấy chị ơi. Mấy chị đặt hàng mà chắc lấy thì cho em xin số hội địa chỉ nha. Rồi màu con voi nè mấy chị ơi. Con voi hồng. Đấy với tí còn nhớ người ta lửa thêm chả. Thì đó giật ra đó. Cổng này hả? Cái này là dây. Dây một cái. Có tay, có dây mà hết tay rồi. Hết tay hả? Ừ. Hết tay đi đó mà bộ. Tay thì còn cái mẫu này nè. Tay thì còn mẫu bông này thôi à. Còn mẫu bông đấy, mẫu bông không có này có kia. Nó đen á. Em nó thẳng gì đó. Cái này nào này nó có kia đi. Rồi nè, Hoàng Phương Nhi có số hội đó. Ba sản phẩm trở lên em mới ship nha mọi người ơi. Pyjama là quần đùi 140.000, quần lửng 150.000, quần dài 160.000 nha chị Thúy An Nguyễn ơi. Quần lửng là 150.000, quần dài 160.000, quần đùi 140.000 nha. Pyjama. Cái này là thun nha chị ơi, cái này là vải thun nha. Dây thì em có không đủ size lớn cho chị á nha. Chị Kim Ngư Lê Ngọc ơi, Kim Ngọc Lê ơi. Bộ đồ yếm nãy hay gì màu đen à, đồ yếm màu đen phải không? Có màu khác không? Cái gì? Còn đó nè, đưa cái màu nha. Đưa đi mình thì đó đây nè. Đưa đi đi chơi. Có hình gấu rồi đó. Có hình màu sáng rồi đó. Đây nha, yếm này nha, Diệu Lê yếm này nha, yếm đen. Yếm đen dễ thương lắm luôn, Diệu Lê luôn nè. Cái này Diệu Lê nè. Ba mươi lăm ngàn luôn rồi chị nào lấy nha, 35.000 bộ con voi nè, voi hồng, voi tím chị nào lấy voi tím nè, 35.000 nha, 35.000 chị nào lấy comment giùm em luôn, 35.000 chị nào lấy comment giùm em nè, em đen em hết rồi chị ơi, em còn màu khác nha, 35.000 luôn, em hết màu đen rồi. Em còn màu xanh đen, ấy là màu nâu. Còn màu nâu, màu xanh ngọc nha, nâu xanh ngọc với màu cam với màu hàng hết hả? À, nó hết nãy hết luôn rồi. Chỉ còn màu trắng với màu hồng nó thôi. Còn hai màu. Đây em còn yếm vàng này nha. Em còn yếm vàng nha. Yếm vàng với xanh ngọc với màu cam với màu nâu, chị nào lấy thì comment giùm em nha. Rồi đúng rồi nha chị Cúc Ý ơi, chị lấy màu vàng với màu xanh đúng rồi nha, màu hồng với màu xanh đúng rồi nha. Voi tím dưa hấu này cho xin số hội địa chỉ luôn nha dưa hấu ơi, ba sản phẩm trở lên em mới ship nha. Mấy chị lựa đủ ba sản phẩm giùm em. Mấy cái phi có tay là 40.000, còn dây đó là 35.000. Bộ hồng sơ lưng là bộ gấu là 140.000. Dưa hấu cho em xin số hội địa chỉ nha dưa hấu ơi, dưa hấu cho xin số hội địa chỉ nha. Rồi cái này là 35.000 nè, chị nào lấy nè, vo nếm nha. Đây vo nếm nè, màu vàng rất là xinh luôn, vo nha mấy chị ơi, 35.000 một bộ nha. 35.000 chị nào lấy comment giùm em nha. Đây lại lấy màu xanh cho xem luôn, 35.000 một bộ, chia sẻ bài lên giùm em nha mọi người. Đây màu xanh ngọc,
Cái này là vo nếm nha mấy chị ơi, rất là xinh luôn. Cái này là 52-53kg nha chị Ngọc Huyền, mỗi mặt 52-53kg vừa nha. Còn luôn, còn mà màu đen hết rồi mấy chị, màu đen hết rồi nha. Rồi đây có màu xanh này nha chị ơi, màu xanh này nha. Màu xanh đây, màu xanh ngọc nha. Đó rất là xinh luôn. 44 tính cộng dùm cái đi nha. Màu xanh ngọc nha. Màu xanh ngọc, màu xanh ngọc đồng chút xíu qua. Rồi xanh ngọc này chị nào lấy nè. Xanh ngọc với xanh bơ. Xanh ngọc với màu vàng, xanh ngọc với vàng với cam với hồng luôn. Nâu luôn. Đây chị nào lấy nè nha, có màu nâu luôn. Đây màu nâu nè, màu cam, màu hồng luôn nha. 35.000 một bộ thôi. 35.000 cái bộ em đang mặc là còn màu khác nha. Xong xuống. Còn nha. Lấy bộ xanh Tường Vy cho xin số hội đây chị luôn nha. Tường Vy ơi, chị gì nè, có lấy màu xanh không nha? Chị Hoàng Hồng Nhi gì đó có lấy màu xanh gì không nha? Đây màu xanh nè. Màu xanh cho chị Tường Vy cho xin số hội địa chỉ nha chị Tường Vy ơi. Cho xin số hội địa chỉ nha, ba sản phẩm trở lên em mới ship nha mọi người ơi. Ba sản phẩm trở lên em mới ship nha. Ok chị Trần Hương nè, Trần Hương, Trần Quang gì nè, cho em xin số hội địa chỉ luôn nha. Tường Vy cho xin số hội địa chỉ em mới chốt nha mấy chị ơi, mấy chị nhớ đặt hàng cho em xin số hội địa chỉ em mới chốt nha, ba sản phẩm trở lên em mới ship nha. Rồi ok chị Trang Hương, Trang Trần Quang nè, cho em xin số hội địa chỉ luôn nha. Rồi vo nếm này chị nào lấy nó comment giùm em luôn nha. Vo nếm nha mấy chị ơi, vo nếm ai lấy nó comment giùm em luôn. 35.000 một bộ nha. 35.000 chế nào lấy comment giùm em rồi bộ đang mặc nãy còn không gì. Rồi bộ em đang mặc là còn màu nha. Đây bộ em đang mặc là còn màu cam nè, màu xanh dương nè, màu xanh biển nha. Đó xanh biển nè, màu cam, màu xanh dương bộ đang mặc luôn. Một bộ nha, em giờ chị lựa màu nha, cái màu đen này em hết rồi nha, màu đen này. Rồi chỉ là bỏ mặt còn luôn, chị nào lấy nè màu đen. Bộ lửa đằng sau là 150.000. Rồi bộ nào nè, chị nào lấy nè, ok nè, xanh dương của Trần Hương, Trần Quang nè, màu xanh dương. Rồi màu đen em đang mặc chị nào lấy nha, đen đang mặc nha. Rồi đen đang mặc của Bảo Ngọc nè, Bảo Ngọc cho xin số hội địa chỉ luôn nha Bảo Ngọc ơi. Bảo Ngọc cho xin số hội địa chỉ nha. Chị Trần Hương, Trần Quang cho em xin cái địa chỉ luôn nha. Cho em xin cái số điện thoại với địa chỉ nha chị ơi, để em chốt cho chị nha. Chị cho em xin số hội địa chỉ nha. Bảo Ngọc cho xin số hội địa chỉ luôn. Màu đen hết rồi, bây giờ em còn màu cam với màu xanh thôi. 35.000 nha Bảo Ngọc ơi, 35.000. Chị Trần Hương, Trần Quang cho em xin số hội địa chỉ nha. Rồi em còn hai màu này thôi nha mấy chị ơi. Còn hai bộ thôi, 35.000 một bộ nha. Màu cam với màu xanh, chị nào lấy comment giùm em luôn, cam với xanh. 35.000 nè mấy chị, nhớ cho em địa chỉ luôn nha. Rồi 35.000 chị nào lấy nè, còn hai màu thôi. Bộ em đang mặc nè, cam nè, Hoàng Hương Phương Nhi nè. Rồi còn một bộ xanh luôn, chị nào lấy nè, bộ xanh Bảo Ngọc có lấy cho xin số hội nha. Rồi xanh Tường Vy luôn. Hết. Rồi Bảo Ngọc có lấy màu đen không? Không lấy là em bỏ cho người khác nha. Có lấy thì cho em xin số hội địa chỉ này để em chốt cho nha. Rồi còn màu nâu luôn, chị nào lấy nâu này nha, em còn bộ nâu luôn mấy chị ơi. Còn bộ nâu luôn, chị nào lấy nè, còn một bộ nâu luôn, quá trời đẹp luôn, ghen nè mấy chị ơi. Đó, ghen trời rất là xinh luôn, ha bao đẹp luôn. Màu nâu, chị nào lấy nâu luôn, nâu luôn nha mấy chị ơi, nâu qua lấy nâu nè. Quá xinh luôn, nâu, còn một bộ duy nhất màu nâu luôn, quá trời đẹp, màu này rất là sang luôn nha. Màu này mặc rất là sang luôn. Bảo Ngọc này đang mặc nè, màu xanh là tương tư nè. Rồi, chị nào lấy nè, màu nâu. Còn một bộ màu nâu luôn nha mọi người, 35.000 thôi mấy chị, phi lụa nha, đây mặc rất là mát luôn. Phi này nó gũ nè mấy chị thấy không, nó gũ nó mềm cực kỳ luôn, không có cứng nha. 35.000 rồi chị nào lấy nè. Bộ nâu chị Ngọc Hạnh nè, chị Ngọc Hạnh cho em xin số hội địa chỉ luôn nha. Ngọc Hạnh như thế nào? Cái màu vàng nó thấy màu
Nhi gì đó. Nhi gì đó. Rồi cho em xin số hộ địa chỉ nha chị Ngọc Hạnh ơi, màu nâu. Rồi hết nha, rồi bộ này chị nào lấy nè nha. Mấy chị đặt hàng cho em xin số hộ địa chỉ em mới chốt đơn nha, ba sản phẩm trở lên em mới ship nha mấy chị, đủ ba sản phẩm giùm em. Chiều nay em chốt cho mấy chị luôn. Bộ nhiêu hả? Bộ 35.000, bộ 35.000. Rồi chị nào lấy nè, hình con gấu. Hình con gấu màu xanh biển. Hình gấu xanh biển chị nào lấy nha, hình gấu xanh biển luôn, rất là đẹp luôn, 35.000 thôi, phi lụa mấy chị ơi, đây nó mềm cực kỳ luôn. Mấy chị mặc rồi thoải mái luôn nha. Chị nào lấy comment giùm em xanh biển luôn. 53kg là vừa nha mấy chị ơi. Màu xanh biển với màu beo hồng nha, hồng beo. Hồng beo, hồng beo nè, gấu của Trần Hương nè. Trần Hương, Trần Hương. Rồi chị Ngọc Hạnh không lấy nâu gì, em còn bộ nâu nha mấy chị ơi, còn bộ nâu, giật bộ nâu ra. Rồi còn bộ nâu nè, chị nào lấy bộ nâu này nha. Bộ nâu mấy chị ơi, nâu viền ren. Nâu viền ren này mặc rất là đẹp luôn nha, chị nào lấy nâu nè. Ai lấy nâu comment giùm em luôn, 35.000 nha mấy chị ơi, đây viền ren rất là đẹp luôn nha. 35.000 giống bộ em đang mặc luôn. Đây 35.000. Rất là đẹp luôn màu nâu, chị nào lấy comment nâu giùm em nha, nâu. Rồi bộ beo luôn. Beo nè, nâu với beo, ok chị Lê, Lê Thị Thùy nè, cho em xin số hội địa chỉ luôn nha chị ơi. Chị cho em xin số hội địa chỉ nha chị Lê Thị Thùy ơi, cho em xin số hội địa chỉ luôn. Ba sản phẩm trở lên em ship nha mọi người, chị Lê Thị Thùy nè. Chị Lê Thị Thùy cho em xin số hội địa chỉ luôn nha chị ơi. Bộ nâu em hết rồi nha. Bộ nha mấy chị ơi, 35.000 một bộ nha, nâu em hết rồi nha chị ơi, nâu em hết rồi nha, em ba bộ rồi. Rồi ok chị Trần Hương nha, mở hàng Phú Quang Giang luôn nha. Rồi chị nào lấy chiều nay em chốt đơn cho mấy chị cứ đặt nha. Rồi con 2 tầng nha mọi người ơi, con 2 tầng 35.000 luôn. Chị nào lấy comment giùm em nha. Xin chị xem. Chà neo hả? Chà neo phi đó 150.000 nha, quần lửng nha chị Thảo Như ơi, 150.000 nha quần lửng. Rồi von nha mấy chị ơi, von 2 tầng 35.000. Rồi von 2 tầng 35.000 màu xám. Chị nào lấy xám comment xám giùm em luôn, xám nha mọi người ơi, xám. 65kg không vừa nha chị ơi, 65kg không vừa nha, 65kg làm có tên xịn thôi. Rồi 35.000. Có địa chỉ luôn nè. Chị mở cái máy chị vô cái nét chị xin chị chụp cái địa chỉ giùm em chị cô. Ở An Phú Hoa Giang nha, rồi đầm xíu lên liền. Rồi chị nào lấy nè, màu xám, màu xám, màu xám nha, có xám vàng đen luôn. Vâng nha mấy chị ơi, xám vàng đen luôn nha, tay màu vàng nè, xám vàng đen. Chị nào lấy comment giùm em luôn, 35.000, vâng 2 tầng nha. Cái này 55kg là mặc vừa luôn nha mấy chị ơi, vâng 2 tầng, xám vàng đen, 35.000 một bộ nha, 35.000. 65kg là có tôm đó chị ơi, xám từng vi nè. Rồi vàng luôn, chị nào lấy vàng nha, có vàng luôn, con 2 tầng nha mọi người, 35.000 một bộ, mấy chị lựa đủ 3 sản phẩm giùm em nha, 3 sản phẩm em mới ship nha mấy chị, đây màu vàng đó, cực kỳ xinh luôn, màu vàng, chị nào lấy vàng nè, con 2 tầng nha mọi người, cái này là 2 lớp mấy chị, không có mỏng nha, 2 lớp không mỏng nha mọi người, màu vàng, chị nào lấy comment vàng giùm em luôn, vàng vàng nha mấy chị yêu ơi, vàng, ai lấy comment vàng giùm em luôn, đây cực kỳ xinh luôn. Vàng này chị nào lấy vàng nha, von 2 tầng rất là mịn luôn, 35.000 một bộ thôi. Rồi chị nào lấy vàng comment vàng giùm em luôn, xinh lắm nha mấy chế ơi, vàng. Rồi chiều chị điện thoại chốt nha mấy chị, nhớ giữ máy giùm em nha, chiều em chốt đơn cho mấy chị nha, chiều có người điện là mấy chị nghe máy giùm em nha. Rồi bộ yếm nha, bộ yếm này nha, chị nào lấy nha. Bộ yếm màu xanh. Bộ yếm màu xanh nè mấy chị ơi, bộ yếm màu xanh nha, có gì lựa thêm đi mấy chị. Rất là rẻ luôn. Rồi bộ yếm nha, bộ yếm xanh nè, chị nào lấy nha. Bộ yếm xanh 35.000, cái này 52-53kg vừa luôn. 52-53kg vừa nha, bộ yếm xanh. Chị nào lấy comment giùm em luôn, màu vàng luôn. Đây màu vàng luôn nha mấy chị ơi.
màu vàng luôn, chị nào lấy nha, màu vàng. Ê, có ghi bộ đen này nãy qua này có ghi không? Bộ đen nãy ghi bộ đang mặc này. Ta kêu ghi gửi ghi rồi. Đánh gì? Coi lại cái lụm coi cát trên trên. Rồi màu vàng nha, yếm vàng nè, chị nào lấy comment giùm em luôn, yếm vàng nha mấy chị ơi. Yếm vàng nha mọi người, yếm vàng nha. Bộ đang mặc coi cái bộ đang mặc. Yếm vàng, yếm xanh, chị nào lấy comment giùm em luôn nha, yếm vàng, yếm xanh. 35 ngàn một bộ nha mấy chị yêu ơi, 35 ngàn. Chia sẻ bài lên giùm em nha. Đây em mặc hết rồi chị ơi, đây em mặc hết rồi nha. Từng vi. Đây em mặc hết rồi chị, đây em mặc hết rồi nha. Chia sẻ bài lên giùm em nha mấy chị yêu ơi, chia sẻ lên giùm em nha. À, Bảo Ngọc. Chị nào lấy comment giùm em nha, số 9. Đây số 9 nè.
số 9 mà coi chị nè, số 7 nè, chị ra nhân số 7 nè. Đây số 7, đây rất là đẹp luôn, số 7 đấy, mở màu số 7 nè. Số 8 nè, ok chị ra thì luôn nè, số 8 luôn. Đây mở màu ra cho chị xem số 8 nè. Đây số 8 nè nha chị ơi, số 8 nè nha, rất là xinh luôn. Đó cái bông số 8 quá trời đẹp luôn. Số 8. Rồi số 8. Số 8 lê nhân nè. Số 8 em hết chị Thùy Trang ơi. Số 8 là của ai rồi? Số 7 là lê nhân nha. Số 8 của chị Thùy Trang nè. Ok chị Thùy Trang, số 8 chị Thùy Trang. Số 8 em hết rồi nha chị ơi. Số 8 em hết luôn. Số 2 của Hoàng Phương Nhi, số 2 nè. Số 2 là bi đen nha. Số 2. Số 9 chị Trang Xuyên nè. Số 9 còn yếm nha. Số 9 chị sang sang Trang Xuyên, Trang Xuyên số hội địa chỉ luôn nha chị. Trang Xuyên số điện thoại địa chỉ luôn nha. Ba sản phẩm trở lên em mới ship nha chị ơi. Chị Lê Thị Thủy em hết số 8 rồi, lựa màu khác giùm em luôn nha. Rồi số 10 màu nâu nha mấy chị ơi. Số 10 nè, chị nào lấy nè, số 10 nha. Số 10 là màu nâu, chị nào lấy comment giùm em luôn. 35.000 nha mấy chị ơi, 35.000. Rồi chị nào lấy comment giùm em nè. Rồi số 3 nè, để mở màu ra nè. Đây số 3, chị nào lấy số 3. Số 3 là cam nè mấy chị ơi. Số 3, ai lấy số 3 không? Số 3. Bộ hồng đó là 140.000, bộ gấu là 140.000 nha. Đây mở từng màu cho mấy chị xem nha. Đây số 10 này nha chị ơi, Thị Thúy ơi, số 10 đâu quá đẹp luôn. Số 10 là màu nâu. Đó là đẹp luôn nha, số 10. Xin ơi thấy hết pin xin nào lấy đồ nguyên nha cái này. Rồi kim nó lấy hết pin. Mấy bà. Số 10 rồi nha, em lấy số 10 cho chị rồi luôn nha. Số 10 chị thấy cho chị Lê Thị mở ra chị coi rồi đó. Rồi màu số 3, chị nào lấy số 3 nè mấy chị ơi, số 3. Số 3 hình như trong đây cái gì nè, trong tủ này còn cái gì nè. Số 3, số 3, chị nào lấy số 3 nha. Số 3 là màu cam. Số 3 nha, số 3, ai lấy số 3 không? Rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. 35.000 chị Trang xin, Trang xin số hội luôn nha chị Trang xin ơi. Cho xin số hội để chỉ giùm em nha. Số 3 lấy số 3 không nha, 50kg vừa nha chị Tư Nguyễn ơi, 50kg vừa nha. Em ở số 10 chị gọi luôn á nha, thì treo ok chứ nha. Chia sẻ lên giùm em nha. Rồi số 6 nè, chị hỏi số 6 nè. Quá đẹp luôn á chị ơi, số 6 là màu tím nha mọi người. Số 6 quá đẹp luôn. Số 6 nha, chị nào lấy số 6. Đứng rồi, lấy đồ ok rồi. Lấy đồ chặn lên. Không có đồ chặn trước đây nè. Khoan, để dịnh cái hả, mới buông ra cái tay mới buông đi. Rồi được. Số 6, chị nào lấy số 6 nha. Không có được luôn, đứng lên mới được, đứng đi xéo sao phải. Số 6, chị nào lấy số 6, comment giùm em số 6 luôn nha mấy chị ơi. Số 6 nè, chị nào lấy comment số 6 giùm em nha mấy chị ơi, số 6. Đó đó đẹp, chị Phương qua ghi đi chị Phương. Cái đó là của Lê Thị Thùy đó. Lê Thị Thùy. 140.000 nha chị Mỹ Diễm ơi, 140.000. Rồi số 6 chị nào lấy nha, số 6 nha. Em ở An Phú An Giang luôn nha chị ơi, ở An Phú An Giang nha. Rồi chị nào lấy comment số 6 giùm em, cái bông quá đẹp luôn. Số 6 là màu tím nha. Thì
chị nào lấy nha, màu số 9. Màu số 9 nha mấy chị ơi, màu số 9 nha. Màu số 9 chị nào lấy comment giùm em luôn, 35.000 một bộ nha. Màu số 9 là mẫu em đang mặc nha mấy chị ơi, mẫu đang mặc đây, mẫu cưng ghê luôn không? Màu số 9. Chị nào lấy comment giùm em số 9 luôn. Đó rất là xinh luôn nè, số 9 cái màu quá đẹp luôn mấy chị ơi, hoa này rất là xinh nha, số 9. Ai à, lấy nè, số 9 nè, Tư Nguyễn, ok, Tư Nguyễn cho xin số hội địa chỉ nha. 3 sản phẩm trở lên em mới ship nha mấy chị ơi. 3 sản phẩm trở lên em mới ship nha mấy chị, đặt đủ 3 sản phẩm giùm em luôn. Có lửng nha chị ơi, có lửng nha, lửng là hung. Rồi chị nào lấy nó comment giùm em luôn, số 4 đây. Số 4, số 4. Số 4 đây, số 4 quá đẹp luôn mấy chị ơi. Chị Kim Ngọc Lê Thị còn đó không chị ơi, cái mẫu này chị mặc vừa nè. Số 4 nha, số 4 màu đen. Đây quá đẹp luôn, đen BB nè mấy chị ơi. Số 4, số 4 ai lấy số 4 nha. Số 4, số 4 nha. Ủa 9 hả, chị đâu có đâu 9 đâu. 9 chị đâu có đâu chị Tư ơi, chị ơi. Nãy giờ em không thấy chị comment số 9 nha chị. Chị ơi gì nè. Chị Trang Si nãy giờ không thấy chị comment số 9 của chị Tư Nguyễn số 9 nè. Chị Tư Nguyễn cho xin số hội địa chỉ nha. Số 4 Tư Nguyễn luôn. Số 4 Tư Nguyễn luôn nha, cho xin số hội địa chỉ nha. Số 4 em hết mấy chị ơi, số 4 cho Tư Nguyễn nha. Chị Tư Nguyễn cho xin số hội địa chỉ liền để em chốt nha. 4 hết rồi. Rồi số 6 là chị nào lấy số 6 nha. Số 6 này đẹp lắm nè mấy chị ơi, số 6 ai lấy số 6. Số 6 nha, số 6. Tiếp thì tùy theo con nặng đồ của chị đẹp ơi. Tư Nguyễn cho xin số địa chỉ luôn nha. Rồi số 6 ai lấy số 6 nè. Số 6 cái màu rất là đẹp luôn. Số 6 nha mấy chị ơi. Số 6 đây coi giùm em cái màu quá đẹp luôn. Màu tím, tím đen. Mặc lên rất là trắng luôn. Số 6, ai lấy số 6 không? Số 6, số 6, số 4 em hết rồi. Chị nào lấy số 6 nè. 3 sản phẩm trở lên em ship nha mọi người. Ai lấy số 6 luôn mấy chị. Số 6 rất là đẹp luôn á. Số 6 này màu tím đen đẹp lắm. Mặc lên rất là trắng da luôn. Số 9 của Trang Si rồi. Cũng mời trả lại cho người ta. Vậy là chị Tư Nguyễn không có số 9 nha. Chị Tư Nguyễn ơi, số 9 của chị Trang Si nha. Tại từ đầu rồi em sorry nha. Rồi ok chị Trang Si, em lấy chị số 9 rồi, có số hội rồi luôn. Tư là chị Tư Nguyễn nha. Tư gì là Tư Nguyễn nha, không có số 9 cho chị nha. Rồi em còn số 3. Còn số 3, còn số 3 nè. Chị nào lấy nè. Số 3. Ủa, giờ lộn má ơi, số 6. Cái gì nè, cái mẫu gì nè. Rồi rồi coi nha. Mặc vừa nha chị Trần Như ơi. Vừa nha, 48 kg mặc vừa luôn. Rồi em còn một bộ số 3 nè, chị nào lấy số 3. Số 3, số 3 chị nào lấy nha, còn một cái số 3 luôn, còn một cái số 3 chị nào lấy comment giùm em nha, số 3. Số 3, số 3 ai lấy số 3 không? Ngọc Tươi số 3, ok chị Ngọc Tươi số 3. Rồi hết mẫu này nha mấy chị ơi. Mẫu số 1 chia sẻ bài lên giùm em nha mấy chị ơi. Chia sẻ lên giùm em luôn. Đây em lên mẫu nè. Rất là đẹp luôn, nhiều mẫu đẹp lắm. Ôi mặt má ơi. Rồi bộ đang mặc nha mấy chị.
bộ đang mặc màu nâu này, chị nào lấy comment giùm em nâu luôn. Nâu nha mọi người ơi, chia sẻ bài lên giùm em nha mấy chị ơi. Chia sẻ lên giùm em luôn. Rồi nâu. Đó rất là xinh luôn. Nâu nâu chị nào lấy nha, cái này 50 52 53 kg vừa nha. Màu nâu. Nâu 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 Hồng Cẩm Lê, ok chị Hồng Cẩm Lê nâu luôn. Rồi có vàng luôn nha mấy chị ơi, vàng luôn. Vàng với xanh luôn nha, vàng với xanh, ai lấy comment giùm em luôn nè. Nâu còn luôn nha, nâu còn luôn, chị nào lấy nâu thì comment nâu giùm em, còn vàng luôn nè mấy chị ơi. Vàng nè nha, rất là đẹp luôn. Đây vàng vàng, chị nào lấy vàng nha, xanh luôn. Xanh vàng nâu nha, còn ba bộ ba màu luôn, chị nào lấy comment giùm em nè. Đây màu xanh. Màu xanh nè mấy chị ơi, xanh thì rất là đẹp luôn nha. Xanh vàng nâu. Xanh vàng nâu, chị nào lấy comment giùm em nè, ok nha, xanh vàng nâu. Xíu lên liền. Xanh vàng nâu, ai lấy comment giùm em luôn. Xanh vàng nâu, ba màu nha mấy chị ơi. Cái này là áo vàng áo yếm nè, rất là đẹp luôn á. 35 ngàn một bộ thôi nha mọi người, 52-53kg vừa nha, xanh vàng nâu. Chế nào lấy nè. Xanh vàng nâu nha, rất là xinh luôn. Rồi một cái đầm hoa rất là xinh luôn. Đầm hoa chị nào lấy nè, 35 ngàn luôn. Đầm hoa này phối riêng nha mấy chị ơi. Đầm hoa phối riêng nha, chị nào lấy comment giùm em luôn. Đầm hoa phối riêng nha, cái này là dạng cổ yếm nè. Ba mươi ngàn luôn, cái này em tính 30 ngàn tại vì mẫu rẻ đó. 30 ngàn nâu ok chứ. Ngân Thu nè, Ngân Thu lấy nâu cho xin số hội địa chỉ luôn nha Ngân Thu ơi. Ngân Thu cho em xin số hội địa chỉ nha. Ba sản phẩm trở lên em mới ship nha mọi người. Ba sản phẩm trở lên mới ship. Đây một cái đầm rất là xinh luôn, 30 ngàn thôi, chị nào lấy nè. 30 ngàn chỉ có một cái thôi nha, 30 ngàn. Cái này là thun nha mọi người, 55kg là mặc vừa. Đó, rất là xinh luôn. Cái này mấy chị mặc đi chơi hay mặc ngủ đều được nha. Đó, trời rất là đẹp luôn. 35.000 thôi, 30.000 thôi. Có chân váy, có chân ghen đây nè nha. Có chân ghen phía dưới này luôn. Chị nào lấy comment giùm em nè. 30.000. Đầm hoa này 30.000 thôi nha. Chị nào lấy comment giùm em luôn. 30.000. Đó, rất là xinh luôn. Cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị. Cái này là dạng cổ yếm, 30.000. Hoa nè, chị nào lấy hoa nè. Rồi ok nè, Trang Xuyên lấy 30 nè. Cởi áo lên. Trang Xuyên lấy 30 nè. Ok, Ngân Thu, Ngân Thu là lấy bộ ra mặt đó nha. Đi bộ ra mặt cùng Trang Thu đi. Trang Xuyên. Đây đầm nè, mấy đầm này là mặc ngủ được luôn nha. Có đầm luôn. Nói chung là mấy cái đầm này dễ mặc lắm. Rồi còn một cái đầm này luôn 30 ngàn. Rồi chế nào lấy luôn 30 ngàn luôn. Trời đầm này rất đẹp quá mấy chị ơi. Phân chữ A. Rồi chị nào lấy nha. Chị nào lấy comment giùm em luôn nè. Đầm này 30 ngàn. Chị nào lấy comment 30 giùm em luôn. 30.000 luôn, 55kg vừa nha. Trời rất là xinh luôn, cái này là phong chữ A mấy chị ơi. Đây nè, chỗ này nó ôm vô đây. Đó này xè ra, dễ cưng lắm. Cái này mấy chị mặc ngủ là được luôn. Rất là xinh nha. 30.000, ai lấy comment giùm em luôn 30 nè. 30, ai lấy 30 không? 30 mấy chị ơi, 30. 30 nha, 30 hoa 30 xinh lắm luôn nè. Rồi cho em xin số hội địa chỉ nha chị Ý Dương Linh ơi. Ngàn luôn, màu đen này 30.000 luôn, này là mẫu lẻ một cái thôi cho nên em sale cho mấy chị 30.000 luôn. 30.000 luôn. Chị Ý Dương Linh cho em xin số hội địa chỉ nha mấy chị, đặt hàng cho em xin số hội địa chỉ, ba sản phẩm trở lên em mới ship nha. Rất là xinh luôn, khoét vai nha mọi người, cái này khoét nha. 30 có địa chỉ
chị hết. Rồi chị nào lấy nè, đầm 30. 30 ngàn, đó rất là xinh luôn. Chị qua cái này màu đen mặc lên rất là đẹp luôn nha. 30 ngàn chị nào lấy nè, đầm 30. 30, 30, 30, ai lấy 30. Ai lấy 30. Ý Dương lên 30 luôn, ok, Ý Dương lên luôn, 30, 30. Chia sẻ bài lên giùm em luôn nha mấy chị ơi, chia sẻ lên giùm em. Rồi đầm nha mấy chị ơi, đầm này 35 ngàn, đầm mèo 35 ngàn. Đây đầm mèo 35 ngàn chị nào lấy nè, 55-56 kg vừa lô màu trắng với đen nha, hai màu trắng với đen hai màu nha. Đầm mèo chị ơi, đầm mèo to nha, 35 ngàn một cái thôi, phung bao đẹp luôn, phung dày dặn luôn, 35 ngàn chị nào lấy nè.
Dùm này đẹp lắm nha, gòi đầm mèo chị nào lấy nè. Dùm 35 trang xi nè, gòi đầm chị nào lấy nha. Mèo đen với mèo trắng hai màu. Mèo này chỉ có hai màu thôi, đen với trắng nha. Đen với trắng 35.000. Rồi bộ em đang mặc luôn nha. Giúp hết rồi chị, giúp em hết rồi nha. Rồi bộ này chị nào lấy comment giùm em sọc cam luôn. Sọc cam nha mọi người, sọc cam. Đó chị nào lấy nha, sọc cam. Rất là đẹp luôn. Có 50kg là mẫu nào mặc cũng được nha chị Tư Nguyễn. 50kg là mấy mẫu em đang mặc nào là mặc vừa hết nha. Rồi cam, chị nào lấy cam nha. Cam em đang mặc luôn, chị nào lấy thì comment giùm em cam. Rồi cái này cá tơi nha chị ơi, cá tơi này 52kg đổ lại nha. Cá tơi 52kg đổ lại xanh ngọc nè, chị nào lấy 35.000. Xanh ngọc nha mọi người. Xanh ngọc luôn chị nào lấy nè. Cam chị Ý Dương Linh nè, coi chị Ý Dương Linh nha cam. Cam ai. Rồi màu xanh ngọc nha, chị nào lấy xanh ngọc cá tơi luôn 35.000. Cá tơi xanh ngọc nha mấy chị yêu ơi. Đây rất là xinh luôn, 35.000 nha. Màu xanh ngọc, màu cam, màu vàng luôn, ba màu. Em ở An Phú, An Giang nha chị ơi. Rồi màu vàng nè, màu cam. Màu vàng với màu cam, màu xanh nha. Vàng cam xanh chị nào lấy nha, 35.000. 35.000, 35.000 nha. Bộ hồng sau lưng hả, bộ hồng sau lưng là 140.000. 140.000 quần lùi, quần dài 160.000. Rồi chị nào lấy nha, cá tơi. Cá tơi này 35.000 nha mấy chị ơi. Cá tơi 35.000, đây cực kỳ xinh luôn. Chị nào lấy nha, 52kg là vừa nha. À, cái quán cà phê Bình An nha chị Ngọc Giang ơi, em tới quán cà phê Bình An nha. Rồi xanh tươi Nguyễn nè. Rồi còn màu vàng với màu cam chị nào lấy nè, vàng với cam cá tơi nha, hình gấu nha mấy chị ơi, hình gấu cá tơi nha, vàng cam. Vàng cam chị nào lấy nè, vàng cam nha, vàng với cam. Chị nào lấy comment giùm em luôn, vàng cam ba sản phẩm trở lên em mới ship nha mấy chị, lựa đủ ba sản phẩm giùm em luôn. Cá tơi vàng cam hình gấu nè, chị nào lấy nha. Rồi bộ hồng này còn một bộ luôn, chị nào lấy nè, hồng nha. Hồng giùm em luôn nha mấy chị ơi, hồng nha, cực kỳ xinh luôn. Hồng này chị nào lấy hồng nha. Hồng 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 nha. Cam luôn không chị ơi, lấy cam tới cam luôn nha. Chia sẻ bài lên giùm em nha mấy chị ơi, chia sẻ bài lên giùm em luôn. Bộ hồng ai lấy bộ hồng nè. Chia sẻ bài lên giùm em nha mọi người. Rồi bộ hồng này 55-56kg luôn, chị nào lấy nha. Không, bộ này hết rồi, bộ này hết rồi nha, bộ đang mặc là hết rồi, còn màu khác thôi. Bộ đang mặc thì còn màu này, màu vàng nè. Bộ đang mặc còn vàng nha. Đây, bộ đang mặc này còn vàng thôi nha. Cái màu em đang mặc là hết rồi, còn vàng nè. Còn vàng nha mấy chị ơi, bộ đang mặc còn vàng nha, chị nào lấy comment giùm em luôn. Còn một bộ vàng này luôn nha. Còn một bộ vàng này luôn, chị nào lấy nha, 35.000. Còn bộ vàng này thôi. Cái giống cái mẫu đang mặc nha. Giống mẫu đang mặc nhưng mà còn màu vàng thôi. Ai lấy thì comment giùm em vàng luôn. Rồi bộ màu hồng này chị nào lấy nè, hồng này 55-56kg mặc vừa luôn nha. Hồng nè mấy chị ơi. Hồng nha, mặc rất là đẹp luôn, 35.000. Chị nào lấy comment giùm em hồng luôn.
Quyên nè. Ok Ngọc Quyên. Ngọc Quyên là chỗ chị Phương này. Rồi quần nha mấy chị ơi, hết rồi, hết hồng rồi nha. Chị Bảo Ngọc ơi, hết hồng rồi. Chị nào lấy quần nè, quần này 40 ngàn nha. Quần con này 40 ngàn nha mấy chị ơi. Cái quần con này 40 ngàn nha. Đây em mặc coi cho bộ xanh cho chị coi nha chị Bảo Ngọc. Quần, lấy em bộ xanh đó. Rồi cái quần này nha, quần này chị nào lấy nè. Quần này chị nào lấy nha, còn màu này nha, màu bi nè. 40 ngàn quần con nha mấy chị ơi. 40 ngàn màu vàng nè. Đó, màu vàng luôn, rất là xinh nha, màu trắng luôn. Màu cam luôn, 40 ngàn một cái nha. Chị nào lấy comment giùm em luôn. Đây em mặc cái màu xanh này cho chị coi nha. Cái màu này rất là đẹp luôn á. Cái màu này phi là phi lụa mấy chị ơi. Mặc vô là mát liền luôn. Mắc tiền thì mặc nó mát lên liền. Rồi màu xanh phi nè, chị Bảo Ngọc thấy không nha? Kêu mà thử á. Nắng nó thì đi chị thôi nha. Cái này giờ quần dài. Chị nào lấy comment trắng giùm em luôn. Là chị lấy cái gì nha chị Trăng Phạm, Tâm Phạm ơi, có gì chị lựa giùm em nha. Trắng ok trang xuyên, lấy trắng đang mặc này nha. Trắng đang mặc bây giờ mình trang xuyên. Chị lựa giùm em nha chị Tâm Phạm ơi. Chị lựa giùm em nha. Có gì chị lựa đi, em đang like nè, chị lựa mẫu giùm em nha. Chị nói gì dầm kia lựa mẫu không đúng nữa nha, mình thích mẫu nào mình lựa giùm em. Rồi màu đen. Màu đen nha mấy chị ơi, mẫu em đang mặc nha, màu đen còn đen nè, chị nào lấy đen nha. 35 ngàn một bộ nha.
Đây 55 56 kg là mặc vừa luôn mấy chị ơi, màu đen, chị nào lấy comment đen giùm em luôn, 35.000. Đen đen nha mấy chị ơi, đen. Rồi sọc nha, chị nào lấy sọc nha. Này còn hai bộ nãy là chị Phương giấu á. Giấu hai bộ nãy thôi. Rồi đen, chị nào lấy đen nha. Đen còn bộ đen luôn nha mấy chị ơi. Còn một bộ đen. Còn một bộ đen, chị nào lấy bộ đen nè. Ai lấy bộ đen comment đen giùm em luôn. 35.000 nha mọi người ơi, 35.000 một bộ nha. Đây đen. Rồi còn này thôi. Trang xin là năm ạ. Rồi còn cái này nha, em còn màu đen thôi chị ơi, em còn màu đen này thôi nha. Còn cái sọc đen này thôi. Còn một cái sọc đen thôi nha chị. Còn một cái sọc đen thôi, lấy đi comment giùm em luôn. Em còn bộ sọc đen đó thôi à. Rồi chị nào lấy nha. Đây em còn màu nâu luôn mấy chị ơi. Màu nâu luôn, có màu nâu luôn nha. Cái mẫu đang mặc nha mọi người, còn nâu luôn, chị nào lấy nâu nha. Đây nâu nha mấy chị ơi, nâu nâu, ai lấy nâu comment nâu giùm em luôn. Đây nâu nha mấy chị ơi, nâu nha. Đó xinh cực kỳ luôn, ai lấy nâu nè, còn nâu với đen. Nâu với đen, ai lấy nâu comment nâu giùm em, 35.000 nha mấy chị. Chia sẻ bài lên giùm em nha mọi người, chia sẻ lên giùm em nha. Rồi nâu, ai lấy nâu comment nâu giùm em luôn. Nâu 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 nha mấy chị ơi, nâu nha. Rồi phi này em còn đỏ luôn nè, chị nào lấy đỏ nha. Phi dây, phi dây này em còn đỏ luôn nha mấy chị ơi. Phi dây này còn đỏ luôn, chị nào lấy phi dây nè, 35.000 luôn nha. Phi dây này còn đỏ luôn, chị nào lấy comment giùm em, 35.000 một bộ nha. Đó cực kỳ xinh luôn, còn một màu đỏ này duy nhất luôn. Còn một màu đỏ luôn, chị nào lấy nha, màu đỏ luôn. Rồi cái mẫu em đang mặc còn màu này luôn nè, chị nào lấy nha. Màu cam nè, sọc cam nha mấy chị ơi, sọc cam, ai lấy comment giùm em luôn. Màu em đang mặc nha, mẫu đang mặc luôn. Mẫu đang mặc em còn sọc cam luôn, chị nào lấy nha, đây, quá xinh luôn. Sọc cam. Lấy cái gì chị Trang Xuyên ơi, chị lấy cái gì, chị xả cái gì. Xả trắng là xả cái gì nha. Xả trắng đang mặc đó phải không, là lấy màu cam này nè phải không. Mấy chị ơi đặt chắc lấy giùm em nha, đừng có ai đổi tới đổi luôn nha. Tại vì mẫu này mà cứ đổi qua mẫu khác hoài là không được nha. Chị Trang Xuyên là lấy bỏ màu trắng em đang mặc phải không, lấy màu cam phải không. Đây sọc cam nè, sọc cam chị nào lấy comment giùm em nha, sọc cam. Phải không chị ơi, chị lấy sọc cam bỏ cái trắng đang mặc là phải không, phải thì ok liền giùm cái nha. Mấy chị đừng đổi tới đổi luôn, mất thời gian á. Để em like cho nhiều người nữa. Rồi màu xanh nè, màu xanh lá, chị nào lấy xanh lá nha. Đó xanh lá này rất là xinh luôn nha mấy chị ơi, xanh lá. Xanh lá, ai lấy xanh lá này nha mọi người, xanh lá cực kỳ xinh luôn, 35.000 một bộ nha. Cái này là von nha mấy chị ơi, von 55 kg vừa luôn nha. Đây rất là đẹp luôn, chế nào lấy nha, xanh lá. Xanh lá, xanh lá nha, 35.000, phải không nha chị Trang Xuyên, ok dụm cái này rồi em chốt nha. Không là Vũ Nguyên nha. Rồi chị nào lấy comment giùm em luôn, xanh lá. Xanh lá, xanh lá nha mấy chị ơi, mẫu này rất là đẹp luôn á, mặc rất là tươi xanh luôn. Rồi chị nào lấy comment giùm em nè, 55 kg là vừa nha. 35.000 xanh lá. Xanh lá, xanh lá lấy không nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trước lấy bộ chị mặc luôn nha. Bộ mặc là đẹp lắm luôn á. Rồi màu xanh này chị nào lấy không nha? Xanh này ha, lấy không? Xanh này ha, lấy nè. Xanh này 55kg vừa luôn nha. Xanh này 55kg vừa luôn. Chị nào lấy xanh không? Đậm nó sao tươi mặt. Rồi màu xanh đang mặc nè, chị nào lấy màu xanh này chị nào lấy nha, xanh lá. Xanh lá nha mấy chị yêu ơi, xanh lá để mặc xanh lá đi chị xem luôn. Chút xíu nữa em chốt rồi em điện cho chị nha. Chị Tư Nguyễn ơi, nhớ nghe máy nha. Chút xíu nó điện chốt hàng liền. Rồi bộ xanh lá này chị nào lấy nha. Xanh lá đang mặc luôn nha mấy chị ơi. Xanh lá đang mặc nha, 35.000. Đây xanh lá, quá đẹp luôn. Chị nào lấy nè, 30.000 đầm von. Đầm von 30.000 luôn nha mấy chị ơi, đầm von 30.000 nha. Đây nó có bèo bèo phía dưới nè, 30.000 ai lấy nha, có tay tay lỡ nha. Cái này tay lỡ nha, 30.000 mẫu lẻ nha mấy chị ơi, mẫu lẻ 30.000. Đó rất là xinh luôn. Chị nào lấy comment giùm em luôn 30.000 nha, đầm von. Đầm von 30.000 nè, chế nào lấy comment giùm em luôn. Đầm von. Đầm von 30.000 chị nào lấy nha, 30.000. Đây von nha mấy chị yêu ơi, von 30.000, chia sẻ bài lên giùm em nha mấy chị yêu ơi. Rồi 30.000 nha, cực kỳ xinh luôn. Chị nào lấy nha, đầm von. Zoom gì chị ơi, zoom này hả? Zoom này em chỉ có zoom này khoảng 40-50kg đổ lại thôi. Có zoom chính tắc 50kg đổ lại, cao 1m6 ha. Đầm 30.000 trước coi, nhiêu ký là 55kg vừa nha. 55kg vừa tại vì nó có dây thun heo nha. Cái này nó có dây thun heo, 30.000. Có dây thun heo luôn. Rồi một bộ này luôn, bộ von 2 tầng chị nào lấy nè, xanh nha, comment xanh giùm em. Von 2 tầng xanh chị nào lấy nha. Màu xanh này rất là đẹp luôn, von 2 tầng xanh. Chị nào lấy nha, thun. Cái này thun nha mấy chị ơi. Ok
coi tôi ngoài lấy bộ đang mặc luôn. Rồi thun nha chị nào lấy thun nè. Thun nha mấy chị ơi, thun nha. Đây là thun nha mấy chị ơi, thun sọc ghen nè, 35.000 luôn. Cái này mấy chị mặc ngủ mát lắm mấy chị ơi. 35.000 luôn. Chị nào lấy thun mấy giùm em nè, thun. Thun 35.000 nha. Bộ xanh nè, chị nào lấy nha, 55-56 ký mặc vừa luôn bộ xanh này. 55-56 ký vừa nha. Bộ xanh chị nào lấy thun mấy giùm em xanh luôn. Xanh xanh nha mấy chị ơi. Màu xanh xanh. Màu xanh xanh. Quần nha mấy chị ơi, quần thể thao. Quần thể thao chị nào lấy nè, nhiêu. Luôn chị nào lấy nha, quần thể thao. Em còn màu tím nè mấy chị ơi, tím đậm nha. Tím đậm 35.000 luôn, quần thể thao thun này dày nha mấy chị ơi, thun này dày dặn nha, mặc rất là êm luôn, màu tím. 35.000, chị nào lấy comment giùm em luôn, màu tím, màu đỏ, màu xanh lá nha. Đây tím đỏ xanh lá còn 3 cái, 3 màu luôn, 35.000. 35.000, 35.000 chị nào lấy nha. Tím đỏ xanh lá nha mấy chị ơi, tím đỏ xanh lá 35.000 một bộ luôn. Chị nào lấy em một quần luôn nha, quần 35.000. Dung ngắn là 50kg được không nha chị ơi? Dung ngắn là 50kg được không nha? 50kg đổ lại thôi chị, bao nhiêu ký nha? Rồi chị nào lấy nha, 35.000. Trời. Có nha chị, có 48kg nha chị ơi. 48kg có nha chị Thi ơi. Đây em có dung này nha. Dung đùi nè. Có nha chị Nguyễn Anh Thư ơi, 160.000. Đây dung đùi nha mấy chị, dung đùi này 50kg đổ lại vừa nha. Đây nó dạng lắm luôn, dung đùi này 50kg. Chị nào lấy comment giùm em luôn, màu riêu nha, cái này màu riêu. Màu riêu nha mấy chị ơi, dung này dung đùi nha, dung đùi màu riêu. Chị nào lấy comment giùm em luôn, đây rất là đẹp nha, này đẹp vai, 50kg đổ lại vừa. Rồi thun con mèo nha, thun mèo chị nào lấy nè. Thun mèo luôn nha mấy chị ơi, 35.000 một bộ nha. Thun mèo rất là xinh luôn, quần đùi nha. 35.000, chị nào lấy comment giùm em luôn. Quần đùi. Quần đùi con mèo nè, 35.000, chị nào lấy comment giùm em luôn. Có màu đỏ đô nha mấy chị ơi, đỏ đô hồng với vàng luôn. Đỏ đô hồng vàng nha mọi người.
Đây đỡ đô hồng với vàng luôn, 35.000 một bộ nha. Đây màu vàng nè, màu vàng màu hồng nè nha, màu đỡ đô. Chị nào lấy thì comment cho em nha, 35.000 một bộ con mèo luôn nha mấy chị ơi. 52kg đổ lại là vừa nha, mèo nha. 52kg đổ lại mèo luôn, chị nào lấy comment cho em nha. Cực kỳ xinh luôn, có 35.000 một bộ đây nha mấy chị ơi. Khung này là bao đẹp luôn, 35.000. Chia sẻ lên giùm em mấy chị ơi, chia sẻ lên. Rồi chị nào ấy nha, bộ màu đỏ đô này em còn một bộ luôn, đỏ đô coco nè mấy chị ơi, đỏ đô coco này còn một bộ luôn, chị nào lấy comment giùm em nha. Đỏ đô rất là xinh luôn nè, 52kg là vừa nha, 52kg vừa nha mấy chị ơi, chị nào lấy comment giùm em luôn. 52kg trở lại vừa nha, 35.000 nha, mẫu coco này nha mọi người, 35.000 một bộ luôn. Chia sẻ bài lên nha mấy chế ơi. Rồi dung này chị nào lấy không nha, dung đùi, dung đùi, dung đùi. Rồi đồ bộ đây 56-57kg vừa nha mấy chị ơi, 35.000 nha, quần lửng luôn. Gấu trúc này, gấu trúc xanh này nha mấy chị ơi, gấu trúc màu xanh, chị nào lấy comment giùm em luôn. 35.000 một bộ nha, quần lửng 56-57kg vừa luôn nha mấy chế ơi, 35.000. 35.000 nha, chị nào lấy comment giùm em luôn, 35.000 nha. Dùm đôi lấy gì? Dùm đôi là dùm gì chị Võ Khu Đức Nguyễn ơi, dùm đôi là dùm gì? Dùm đùi á hả? Rồi bộ này nha, chị nào lấy nha. 56-57kg vừa nha, 56-57kg vừa luôn, gấu trúc này nha, gấu trúc xanh 35.000 một bộ nha, chị nào lấy comment giùm em luôn. Gấu trúc xanh quần lửng nha mấy chị ơi, 35.000, chị nào lấy comment giùm em xanh luôn. Xanh 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 nha mấy chị ơi, xanh 35.000. Đừng ngủ phía sau là đồ gì thú hương ơi. Còn mấy màu lên rất là nhiều mẫu sau lưng đâu biết mẫu nào đâu. Rồi chị nào lấy dâm nha, dâm em đang mặc nè, chị nào cứ thử này nha. Dâm đang mặc là dâm đùi nha mấy chị ơi, dâm đùi bẹt vai nha, cái 50kg đổ lại vừa nha, 52kg cao trên 1m6 nha, 52kg cao trên 1m6 là vừa luôn, chị nào lấy comment giùm em nha. Dâm đùi nha mấy chị ơi, cái là dâm đùi nha, dâm đùi 35.000, màu hồng gấu là 140.000 nha Thu Hương ơi, 140.000, quần đùi, cái đó là quần đùi nha, 140.000. Rồi chị nào lấy nha, zoom nè mấy chị ơi, zoom đùi nha, 52kg cao 1m6 là vừa luôn, ở rất là đẹp luôn, 35.000 thôi mọi người, giá chỉ 35.000 một cái zoom thôi. Trời zoom này mặc rất là đẹp luôn mấy chị ơi, đó, trời xinh cực kỳ luôn. Ồ, nguyên cây đó. Rồi.
mẫu là 140.000 thú Hương ơi. Ok, bỏ cô Đức nè, lấy màu riêu luôn nha. Có màu riêu. Rồi có màu riêu, màu xanh đen luôn nha mấy chị ơi, màu xanh luôn nè. Mẫu em đang mặc nha, dung nha mấy chị ơi, mặc rất là đẹp luôn. Mấy chị có dây HEO mình nịt vô rất là đẹp luôn. Có mấy dây nịt tới mình nịt vô đẹp lắm. Rồi có mẫu này luôn, màu này luôn, màu xanh nha mấy chị ơi, màu xanh. Màu xanh dương nha, xanh dương. Xanh dương còn cái mặt là xanh riêu. Có màu hồng luôn nha, màu hồng luôn. Đây màu hồng luôn nha mấy chị yêu ơi, màu hồng luôn, chị nào lấy comment giùm em nha. 35.000 nha mọi người ơi. 35.000, chị nào lấy comment giùm em luôn này, giúp em đang mặc nha. Màu riêu, màu hồng nè. Màu riêu, màu hồng, màu xanh dương nha. Đây xanh dương. Bao nha mấy chị ơi, chị nào lấy comment giùm em luôn. 52kg cao 1m6 là vừa nha mọi người. Đây giúp đang mặc nha. Đây giúp đang mặc nha, chị nào lấy nó comment giùm em luôn. Đó, rất là xinh luôn. 35.000 thôi nha mấy chị ơi. 35.000 thì có giúp thôi. Cái này mình mặc bẹt vai hay không bẹt vai đều được luôn. Đó, mấy chị không thích bẹt vai thì kéo lên nha. Mình mặc bẹt vai thì mình kéo xuống. 35.000 thôi, chị nào lấy nó nha. Giúp 35.000, màu hồng, màu xanh nè. Màu hồng, màu xanh. Xanh dương với màu xanh kia em mặc nha. 35.000 thôi. Linh ơi, nó có màu đen nữa. 140.000. Lấy đi bà ơi, bộ nó đẹp chết luôn. 140.000 bộ đó đó, xinh lắm. Nó có màu đen, có đủ màu chưa? Rồi áo nha mấy chị ơi, áo 35.000 luôn. Chị nào lấy áo nè, áo 35.000. Phía trên này lưới nha, phía trên lưới, phía dưới này là vơ nha mấy chị ơi. Cái đó là phải to lên đó. Áo này đẹp nè, ký ức. Áo này mặc vừa nè. Set bộ nha mấy chị. Set bộ á, set
bộ comment giùm em luôn, 35.000 một bộ nha. Xếp bộ còn một bộ này duy nhất luôn, bộ này thấy cưng lắm đó chứ ơi. 35.000 thôi để mặc vô luôn. Rồi bộ set nha nha, set em còn một set thôi, chị nào lấy thì comment giùm em nha, set quần nha mấy chị ơi. Cái này là quần với áo nha. Set quần với áo luôn, chị nào lấy thì comment giùm em nha. 35.000 nha mấy chị ơi, cái này 50kg nó lại vừa nha. Đó, chị nào lấy thì comment giùm em luôn, set bộ nha. Set bộ, set bộ. 35.000 chị nào lấy comment giùm em luôn, 50kg vừa nha. Đó chứ hư quá. Chị nào lấy comment giùm em xanh đậm luôn, 35.000 một bộ nha. 35.000 trái nào lấy comment giùm em luôn.